lấy bật lửa của tôi làm gì? Lãnh đạo vất vả rồi, tôi châm cho ông điếu thuốc. Thông minh ra rồi đấy. Lý Tiểu Tiếu, mày thật vô dụng, đến lúc chết vẫn còn làm tay sai. Alo, Giang Trạch, em có chuyện quan trọng. Không phải Lý Tiếu Tiếu, tôi nói cô bị bệnh à? Không phải, tôi đã nói với cô sao, tôi đang họp, có chuyện gì về nhà rồi nói. Phiền chết đi được. Đúng vậy, tôi có bệnh. Mẹ, lễ cưới 8.800 có phải ít quá không? Lý Tiểu Tiếu chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường, nhan sắc ra thế đều không ra gì, chỉ có học vấn là cao, còn thích cô ta, đó là phúc phận cô ta tu luyện được 8 đời. Bây giờ cô ta lôi kéo con không chịu kết hôn, chính là muốn bán mình với giá cao, nếu con thực sự làm theo ý của cô ta, thì cả đời này cô ta sẽ luôn cưỡi lên đầu con. Lý Tiếu Tiếu này đúng là nghe lời hơn, nhưng nếu cô ta không đồng ý thì sao, thì con làm cô ta có bầu đi, cô ta chỉ có thể lấy con thôi. Các người nói to thêm chút nữa, tôi suýt nữa là không nghe thấy đấy. Tiếu Tiếu, em trở về khi nào thế? Anh đang bàn bạc với mẹ chuyện sính lễ này. Đừng giả vờ nữa không mệt à? Tôi vừa về nhà còn tưởng về nhầm chỗ, tưởng vào đoàn làm phim gia đình luân lý ấy. Các người đừng bàn nữa. Bỏ qua cái khoản 8.800 đó đi. Đám cưới này tôi không cưới nữa. Giang Trạch, chia tay đi. Ôi không, Tiếu Tiếu, đừng giận nữa mà. Số tiền sính lễ này chẳng phải chỉ là để vui vẻ thôi sao? Ôi trời, đây là chính cô nói đấy nhé. Không kết hôn thì không kết hôn, ai thèm cô chứ? Cô nghĩ con trai tôi không tìm được người để kết hôn à? Tiểu Tranh, ra đây đi. Trần Tiểu Tranh. Sao cô lại ở đây? Lý Tiếu Tiếu sắp xếp xong trước khi tan ca đưa cho tôi. Chồng ơi, tối nay ăn gì nhỉ? Lý Tiểu Tiếu, tôi nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, làm việc phải chú ý đến chi tiết, chi tiết, chi tiết, chi tiết. Chúng ta là công ty lớn danh giá, đã nói là phải đóng hai đinh, ai bảo cô đóng chéo chứ, làm không được thì mau cút đi. Nhìn cái gì mà nhìn, ôi, sao mặt của cô trông tệ quá vậy? Mau đến bệnh viện kiểm tra đi, đừng có bị bệnh truyền nhiễm gì, ảnh hưởng đến công ty của chúng ta. Các người quá đáng lắm rồi. Cô nói gì cơ? Không làm việc của mình, hàng ngày đều đẩy cho tôi, sao không đưa lương cho tôi luôn? Con không biết cách tính tổng trong bảng, con chó border collie nhà hàng xóm còn thông minh hơn cô nữa. Không được hút thuốc trong văn phòng, điều này mà cũng không biết sao, sáng nay ăn phân à miệng hôi thế. Tuổi đã cao, chẳng có chút năng lực nào, vô dụng. Chính vì vậy mới cứ để ý chuyện nhỏ nhặt, nếu không phải vì có một người chú tốt, sớm đã bị đuổi ra khỏi công ty đi nhặt rác rồi. Anh cũng nên tỉnh táo một chút, bạn gái anh ngoại tình mà anh không hề hay biết. Cô ta đúng là điên rồi. Cô Lý, cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô chỉ còn 3 tháng nữa thôi, dù sao thì mình cũng chẳng sống được lâu nữa. Hôm nay tôi sẽ đốt cháy văn phòng của các người, để cho tất cả các người chôn cùng với tôi. Cô đang làm gì thế? Tôi sẽ thiêu chết các người. Bật.
Tiếu Tiếu, Giang Trạch rất tốt, nếu cô không cần thì để cho tôi, các người ở bên nhau từ khi nào thế, đừng nói chuyện thiếu tôn trọng như vậy mà, tôi nghĩ là miễn là chưa kết hôn, thì vẫn có quyền lựa chọn phải không? Đúng. Bà đã biết từ lâu phải không? Bà còn muốn con trai mình lấy ba thê bốn thiếp nữa à? Tôi hàng ngày làm việc cực nhọc tăng ca ở công ty, còn các người sau lưng tôi lên kế hoạch kỹ càng đến thế. Cái gì là lên kế hoạch? Đó là vì con trai tôi có sức hút. Nếu không phải thấy cô, người chân thật biết kiếm tiền, thì tôi cũng không đồng ý cho con trai tôi ở cùng với cô, Giang Trạch. Anh thật sự làm được sao? Tiếu Tiếu, em nghe anh giải thích. Cô điên rồi à? A Trạch, anh không sao chứ? Không sao. Hai người các người khốn nạn, tôi nhìn thấy đã thấy ghê tởm, các người cút khỏi đây đi, đây là nhà tôi, các người cút đi, đi đi, cô làm cái gì thế, biến ra khỏi đây. Lý Tiếu Tiếu, cô chỉ là kẻ điên, sau này cô sẽ không bao giờ lấy được chồng đâu, được rồi mẹ ơi đừng nói nữa. Lý Tiếu Tiếu, đã đến mức này rồi thì chúng ta chia tay trong êm đẹp đi. Những năm qua số tiền tôi đã tiêu cho cô trả lại đây, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Các người đi hay không? Đi hay không? Đi không? Alo, ông chủ, Lý Tiếu Tiếu. Cô xuống đây đi. Anh xem bây giờ đã mấy giờ rồi, anh nghiện công việc đến tận đây rồi à? Bây giờ xuống lầu ngay, tôi trả cô gấp 10 lương đấy. Nếu không phải vì cô ta có lợi cho công việc của con, mẹ, nói ít lại một chút đi. Bên kia, không phải đó là lãnh đạo Lý Tiếu Tiếu sao? Chủ tịch Tần Minh Phong của tập đoàn Tần thì em nhớ công ty của anh không phải có dự án muốn hợp tác với anh ấy sao? Đúng vậy, cầm lấy. Cầm lấy, anh qua đó. Tôi là bạn trai của Lý Tiếu Tiếu, tôi tên Giang Trạch. Ba người các người tại sao còn chưa đi, mau đi nhanh lên. Cô làm gì đấy, các người cút đi, này, cô ăn thuốc nổ à? Tiếu Tiếu, cô chia tay rồi. Anh bị điên à, tôi chia tay mà anh vui thế, tôi vui mà, cô chia tay rồi tốt quá, chia tay rồi có thể tập trung làm việc rồi. Anh đúng là nhà tư bản tàn ác, Giang Trạch, bạn gái cũ của anh sẽ không sau lưng anh mà qua lại với sếp của cô ấy chứ, tôi qua lại với nhà tư bản này, cô coi thường người làm công ăn lương à, tôi làm sao? Ôi trời, tôi đến công ty đã thấy chán. Các người có đi không? Bảo vệ, có một số người lạ quấy rối tôi, các người không quản à, Lý Tiếu Tiếu, cô đừng hối hận đó, tôi nói với anh lần cuối đây. Mau cút đi không tôi gặp một lần đánh một lần, dù sao bây giờ tôi không sợ chết, đi đi đi. Anh cũng cút đi. Lý Tiếu Tiếu, cô thật sự không làm lại sao? Ôi chao, sao ở đây có một chàng trai đẹp trai thế này, soái ca đang đi một mình hả? Lạc Đường à, có muốn chúng tôi dẫn anh về không? Khuôn mặt mịn màng thế này. Làm gì thế, tôi không quen các người, tiếp xúc nhiều không phải là quen sao, cơ bắp nhỏ này. Quần áo này cản trở quá, nóng không, để chị cởi cho. Các người làm gì thế, cởi đi. Không được bắt nạt ông chủ tôi. Đây là thiên thần do trời phái đến cứu tôi sao? Cô ấy thực sự chia tay rồi. Vậy mình có cơ hội rồi phải không? Nói trước nhé, tôi sẽ không chủ động đề nghị nghỉ việc. Nếu anh sa thải tôi, theo thâm niên công tác thì phải thanh toán 2N+1. Nếu không chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa lao động. Tại sao tôi phải sa thải cô? Dự án cô theo còn chưa làm xong. Cô đi rồi ai sẽ phụ trách? Hôm qua tôi mắng anh như vậy mà không sao, tôi trong lòng cô. Chỉ là một ông chủ không phân biệt công tư sao, không phải sao. Hôm qua là tình huống đặc biệt, cô hãy điều chỉnh lại tâm lý, theo dõi tốt dự án tiếp theo. Trên bàn có bổ khí huyết cô lấy đi, dù sao tôi cũng không dùng đến. Vì anh rộng lượng không chấp nhận người nhỏ bé như tôi, vậy thì tôi sẽ chăm chỉ theo dõi dự án này để cho sự nghiệp của mình kết thúc một cách hoàn hảo. Nói như thể cô sắp chết vậy, dù sao tôi cũng sống không lâu nữa. Cô nói gì cơ, không có gì, anh còn việc gì không, nếu không có gì tôi đi trước nhé. Ừm. Lý Tiếu Tiếu. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, chịu thiệt thòi ai cũng không nên, nhất là mình. Còn nữa,
đừng để ai bắt nạt mình. Đúng vậy, đời người chỉ mấy chục năm, huống chi mình đã không còn mấy chục năm nữa. Nỗi đau lớn nhất của đời người là người chết rồi mà tiền chưa tiêu hết. Đi nào. Xin lỗi cô, hôm nay quán bar của chúng tôi có tiệc, không mặc đồ trang trọng sẽ không được vào. Thế như thế nào được xem là đồ trang trọng, như của cô kia kìa, váy đen dài đến đầu gối là được rồi. Được, tôi sẽ đi thay đồ. Chiếc váy dài màu đen, qua đầu gối. Tôi có thể vào được chưa? Wow, chị gái trông thật sành điệu. Đúng vậy, đúng vậy. 1288 một cốc whisky. Mẹ ơi, trong rượu này có vàng à? 99.999.000 một chai sâm banh. Sao mình có thể bỏ tiền ra uống một ly chứ? Xin chào quý cô, rượu của quán chúng tôi đều là hàng cao cấp. Đó là giá thị trường, cô không biết sao? Cuối cùng tôi cũng biết, những người lao động chúng tôi vì cuộc sống cao cấp của ông chủ đã cung cấp những gì. Cô thật biết nói đùa. Cô lần đầu đến đây phải không? Cần tôi giới thiệu gì cho cô không? Không cần, cứ đưa cho tôi một ly đi. Bỏ đi, lấy hai ly đặc biệt. Được rồi cô gái. Quả không hổ danh quán bar có mức chi tiêu bình quân cao nhất. Còn hơn cả một ngày lương của mình. Ô, Lý Tiếu Tiếu, một mình đến đây uống rượu à? Xem ra Lý Tiếu Tiếu này thật sự yêu anh. Giang Trạch, sao anh lại đến quán bar này? Ô, thanh toán với Hoa Bay phải không? Hạn mức đủ không đấy? Lý Tiếu Tiếu, cô cái loại nghèo kiết xác, còn dám nói chúng tôi à? Tôi nghe nói rằng, gần đây có một số người thích giả vờ là quý cô, chuyên đến những quán bar đắt đỏ nhất, để gọi thức uống rẻ nhất và chụp ảnh. Tiếu Tiếu, thật là trùng hợp. Vừa rồi, tôi không phải tôi đang nói về cô đâu. Tôi cũng nghe nói có người thích làm tiểu tam. Luôn thích cướp bạn trai của bạn thân, thật là trùng hợp, tiểu tranh tôi vừa cố ý chửi cô đấy. Cô nghe thấy không? Tôi có thể chửi lại lần nữa. Lý Tiếu Tiếu, tôi sẽ xé miệng cô. Tiểu tranh không sao chứ? Làm sao cô ta có chuyện được, mặt cô ta dày hơn bức tường thành, ngã xuống đất coi như đi tẩy da chết. Lý Tiếu Tiếu, cô quá đáng quá. Ôi, quên mất còn có anh ở đây. Cô. Đúng là một kẻ ngốc. Cô không sao chứ? Chờ lát nữa hãy mơ mộng. Em không sao chứ, bảo bối. Tần Minh Phong. Anh điên rồi à? Nghịch ngợm. Giỏi lắm, Lý Tiếu Tiếu, cô dám cắm sừng tôi. Đây là 5 triệu. Sau này đừng để tôi thấy anh nữa. Từ bây giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi. Không phải Tần Tổng, những lời này. Tôi không muốn nói lần thứ hai. Hay là tôi gọi bảo vệ? Tại sao anh lại đưa anh ta 5 triệu? Thế nào tôi vừa nãy đóng vài xếp có giống không? Thật ra, tôi luôn mơ ước trở thành một diễn viên. 5 triệu đấy, đấy là 5 triệu đấy. Cái hóa đơn đó không có đóng dấu, không tính thật sao? Thật đấy, vậy thì tốt, tiền của tôi cũng là tự mình làm lụng vất vả kiếm được. Còn nữa là tôi có vấn đề về đầu óc mới cho họ hai người. Tiền của anh rõ ràng là do tôi vất vả kiếm được. Họ nhìn kẻ thù giàu có hơn mình thì còn đau đớn hơn. Trông mặt cô không được tốt lắm. Có cần đi bệnh viện không? Không, bệnh cũ mà thôi, bệnh viện không chữa được. Tần Tổng, anh xem anh ướt thế kia. Hay là tôi lau giúp anh? Được thôi. Chờ đã, tôi đến đây để ký hợp đồng. Nếu đến muộn không tốt đâu. Ồ, vậy thì anh đi vệ sinh nhanh hơn. Cố gắng ký hợp đồng tăng lương cho tôi. Tiểu Lý,
lát nữa chúng ta làm cho con trai lão Tần phải say bí tỉ, nó không chịu nổi rượu đâu, cậu lấy cái hợp đồng đó ra cho nó ký, lỡ sau này nó không chịu nhận, Tạ tổng, thật cao tay. Hai tên này thật là hiểm độc. Có vẻ như làm ông chủ cũng không dễ dàng gì, xét thấy anh đã giúp tôi cũng sẽ giúp anh một tay. Tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Tần, tôi sẽ mang nó vào. Tiểu Lý, xem qua cái này. Không vấn đề, tôi đã xem qua rồi. Xin lỗi, tôi đến muộn. Ôi dối, sếp uống kém thế. Làm sao để hai vị đây vui vẻ được, sao cô lại đến đây? Anh không phải là ngốc đấy chứ, lại uống nhiều thế với người ta, tôi không sao. Các vị yên tâm, hôm nay tôi mang rượu đến cho các vị, nhất định sẽ cùng các vị uống vui vẻ. Hừ, tuổi còn trẻ khẩu khí cũng không nhỏ. Cô là ai, có tư cách ứng với chúng tôi? Tạ Tổng, bất giờ vẫn chơi trò này. Thời đại nào rồi chứ? Tân Tổng, cấp dưới của anh nói móc. Ý gì vậy, hợp đồng này còn ký nữa không? Xin lỗi Tạ Tổng. Nhân viên mới không hiểu chuyện, tôi sẽ uống thay, tôi tự phạt 3 ly. Được không ạ? Đừng nghịch nữa, Lý Tiếu Tiếu, tôi có thể tự giải quyết. Tạ Tổng, ông xem. Bây giờ Tần Tổng uống thành ra thế này, ông lại không muốn uống với tôi, vậy thì hôm nay hợp đồng của chúng ta cũng không ký được, chúng tôi về trước đây. Tôi xem hôm nay, ai dám bước ra khỏi cửa này. Hôm nay uống không vui, sau này các người đừng mong từ công ty này nhận được đơn hàng. Tạ Tổng, ký đơn hàng là dựa vào ai có phương án tốt? Chúng tôi, hôm nay đã say xỉn ký hợp đồng, không phải tốt lắm sao? Hôm nay tôi nói thẳng, tôi là bên A. Nếu cô không đối xử tốt với tôi, thì cô chỉ có thể ao gió. Cấp bậc gì cũng dám nói lý với tôi hả? Tạ Tổng, nếu ông nói như vậy, thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Ông Lý, ông Tạ, các ông chủ hào phóng như vậy. Uống rượu tất nhiên phải dùng bát để uống. Nào, tôi uống trước, anh tùy ý. Cô gái nhỏ, cô đang uống rượu bằng mạng sống sao, cẩn thận một chút, uống rượu ấy, uống không chết thì cứ uống cho bằng chết. Ông không uống à, nào, tôi kính ông một ly nữa, tôi uống, đừng gây chuyện chết người đấy. Thế mới đúng chứ, uống. Cứ tưởng uống giỏi lắm cơ. Chẳng có ai uống được cả. Tiểu Lý, à không, chị Lý. Chị là người uống giỏi nhất mà em từng gặp. Sau này chị là người chị duy nhất của em. Vậy người chị duy nhất của em bảo em ký hợp đồng có ký không? Ký ngay bây giờ. Cái này không vấn đề. Xong. Thân thể tuyệt vời này. Con người không thể đứng vững trước thử thách, đừng quá đánh giá cao khả năng chống cự sắc đẹp của tôi. Tiếu Tiếu. Tần Tổng, tôi có thể làm phiền anh được không? Tôi hơi không kiềm chế được nữa. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ về cái gì? Chịu trách nhiệm với tôi. Bỏ đi, tôi sống mạng hèn mọn. Không gánh nổi trách nhiệm này. Em ngủ thêm một lúc nữa đi. Lát nữa anh đưa em đi làm. Không cần đâu Tần Tổng, bị người khác thấy không tốt, tôi đi xe buýt là được. Em gọi anh là gì? Tôi không gọi anh là Tần Tổng thì gọi anh là gì? Bây giờ mối quan hệ của chúng ta
là bạn trai bạn gái. Tần Tổng, anh không nghĩ rằng tôi phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Lý Tiếu Tiếu. Ăn sạch sẽ rồi không nhận trách nhiệm phải không? Ôi, mọi người đều là người lớn rồi. Thoải mái một chút đi. Lý Tiếu Tiếu, em là đồ tồi. Đúng đúng đúng, tôi là đồ tồi, vậy nên... Tôi đã là người sắp chết không nên mơ mộng nhiều. Quay lại đây cho tôi, đi làm sẽ muộn mất. Giờ này còn lo gì muộn với không nữa, tôi có một câu muốn nói với anh. Cứ nói. Đừng vì đã ngủ với tôi mà làm khó tôi. Có phải mình đã quá nuông chiều cô ấy rồi không? Sao cô ấy lại thay đổi như vậy? Chị Tiếu Tiếu, Tổng Giám đốc Trương nói, cảm thấy phương án này vẫn chưa đúng. Cảm thấy, tôi là con sâu trong bụng anh ta à, hàng ngày cứ hỏi tôi cảm thấy thế nào. Là Lý Tiếu Tiếu phải không? Bệnh viện chúng tôi hy vọng cô có thể đến tái khám. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay sau khi giết xong người, không phải. Tôi chỉ cần một nhu cầu rõ ràng và cụ thể. Không phải là vầng trăng trên trời, có khó khăn đến vậy không? Chúng tôi là bên B, không phải đèn thần Aladdin. Anh cầu nguyện với chúng tôi cũng vô ích thôi. Trương Tổng, này nổi tiếng là khó chịu, lại còn nóng tính nữa. Cô ta gần đây không phải rất kiêu ngạo sao? Cứ để cô ta làm đi, xem cô ta kiêu ngạo được bao lâu. Chùa chúng tôi nhỏ không làm nổi dự án này, mời người khác giỏi hơn đi. Được, cô quả nhiên giống như ông Sinh nói. Là người rất chân thành, tôi thích. Dự án này giao cho cô đây, tôi tin cô. Chúc mừng đồng chí Lý Tiếu Tiếu, một lần nữa giành được dự án mới, mọi người sau này phải học hỏi từ cô ấy. Con người quả nhiên là càng muốn cái gì thì càng không có được. Đây là tình tiết trong phim thần tượng sao? Lý Tiếu Tiếu, tại sao em lại trốn anh? Sếp đùa đấy à? Tôi làm sao có thể trốn sếp được chứ? Nhưng mà em vừa thấy anh là quay đầu chạy mất. Người làm công, không muốn gặp ông chủ là chuyện bình thường mà. Nhưng mà, tôi tuyệt đối không có ý trốn tránh anh. Em đừng nghĩ rằng chơi xong anh rồi bỏ nhé. Sếp sao lại còn so đo với tôi nữa, tôi còn có cuộc họp nữa. Nếu chuyện này không nói rõ ràng. Em đừng mong đi đâu cả. Lý Tiếu Tiếu, có chuyện gì vậy? Anh làm cái gì vậy để tôi xuống? Chẳng biết yêu quý bản thân mình tí nào. Đau quá à? Hay là về nghỉ ngơi một lát đi, về nhà, có trừ lương tôi không? Nghỉ phép có lương anh đưa em về. Không cần đâu, nghỉ phép có lương, tôi tự mình có thể về. Đừng vì tôi mà ảnh hưởng công việc. Tiếu Tiếu, giữa anh và em. Có thể không cư xử xa lạ như vậy không? Hãy cho anh một cơ hội chăm sóc em. Tôi. Lý Tiếu Tiếu. Chẳng lẽ em không có chút động lòng sao? Tôi. Minh Phong, các người đang làm gì vậy? Các người có thể tìm hiểu thông tin rồi mới lên kế hoạch không? Tần Minh Phong đã có bạn gái rồi, anh để tôi xen vào. Người như sếp, chất lượng cao vậy, chắc chẳng thiếu bạn gái đâu nhỉ? Lý Tiếu Tiếu, mày đang nghĩ gì thế?
Lý Tiểu Tiếu, kẻ nghèo hèn và bạn trai lừa đảo của cô là một cặp trời sinh, tự mình ngu dốt thì đừng trách người khác. Cô cũng không suy nghĩ kỹ càng, mình đáng giá 5 triệu đó sao cô? Ôi trời, nhẫn kim cương to đùng, chắc mất khá nhiều tiền nhỉ. Gặp được tình yêu đích thực thì khác biệt thật, thật là hào phóng, không giống như khi ở bên tôi, một gói khăn giấy giá 1,50 đồng cũng phải chia đôi với tôi. Lý Tiểu Tiếu, chuyện đã qua nhắc lại có ý nghĩa gì không? Vậy hai người kết hôn không định cảm ơn tôi à? Coi như nhờ tôi làm mai mối còn gì. Yên tâm, với tư cách là bạn thân của cô, tôi lấy chồng nhất định sẽ mời cô. Nhưng với tư cách là bạn tốt, tôi muốn nói với cô, đừng để bản thân quá dễ dãi. Đúng vậy, trước đây tôi thương anh ta, không để anh ta tiêu tiền cho tôi, không ngờ anh ta lại tiêu tiền cho người khác. Nhẫn kim cương 10 mấy đồng mua được, gạt phụ nữ càng rẻ rúng hơn chứ. Tên lừa đảo này còn dám đến đây. Tôi đang cứu cô thoát khỏi biển khổ, cô nên cảm ơn tôi. Anh! Nhẫn của tôi! Chạy cái gì, trò hay vừa mới bắt đầu mà. Giang Trạch! Anh dám lấy nhẫn kim cương giả lừa tôi. Chẳng phải anh đã mua vàng cho em rồi sao, cần gì cái kim cương này nữa. Em không quan tâm, anh đã hứa mua kim cương cho em, anh không giữ lời, anh là đàn ông không vậy. Được rồi, đừng tức giận nữa mà. Mẹ anh nói là bà ấy đang hơi eo hẹp về tiền bạc. Em cũng biết mẹ anh vẫn luôn sống không dễ dàng. Anh định cưới vợ rồi, bây giờ mới nhớ đến việc hiếu thảo với mẹ à? Trước đây, tôi sao chưa thấy anh hiếu thảo thế này? Anh cứ sống với mẹ anh suốt đời đi. Trần Tiểu Tranh, cô nói gì vậy? Cái túi này đẹp quá nhỉ, tôi cũng muốn mua một cái. Không lẽ, cái túi lỗi thời này em cũng thích hả? Ngay cả cô lao công nhà anh cũng không đeo cái túi này. Tần Minh Phong, đủ rồi đấy, đâu phải anh chi tiền nói nhiều như vậy. Sợ người khác nghĩ rằng anh bị câm sao? Nhưng mà, nếu tầm nhìn của Tần Tổng tốt như vậy, sao không mua cho tôi một cái luôn đi? Dù sao số tiền này đối với anh mà nói cũng chẳng là gì cả. Đây là Tần Tổng tặng cho cô gái nào vậy nhỉ? Chăm chút thật, không lẽ là tặng cho tôi chứ? Sao lại đổi chiêu thế này? Chiêu gì cơ? Không có gì, cảm ơn Chủ tịch Tần đã cho tôi. Những món quà quý giá như thế này làm thưởng. Đây không phải là thưởng, bỏ đi, em thích nó không? Thích. Em có thích anh nhiều hơn một chút không? Đây là món quà để thưởng cho anh vì đã cư xử tốt hôm đó. Từ bây giờ chúng ta không còn nợ gì nhau. Từ nay đừng quấy rầy tôi nữa. Lý Tiểu Tiếu, anh có thể hỏi tại sao không? Anh là một doanh nhân, tôi không thích lắm. Tiếu Tiếu, em giải thích rõ cho anh nghe đi. Ôi, từ khi nào công ty lại có anh chàng đẹp trai như vậy? Sao mình không biết nhỉ? Ảnh chụp đẹp trai quá. Anh chàng đẹp trai. Tần Minh Phong. Sao lại là anh? Sao anh mặc như thế này? Sao vậy? Mặc đồ tây chán lắm rồi. Thay đổi phong cách thôi. Có ý kiến gì không? Cũng chỉ bình thường thôi mà. Đẹp chết đi được, hơn hẳn khi anh ấy mặc vest. Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái đi. Anh đâu có đòi tiền em. Ai nhìn anh chứ, tôi nói cho anh biết, tự yêu mình quá là một căn bệnh đấy, anh phải đi khám đi. Wow, Tần Tổng hôm nay anh mặc khác lạ thật đấy. Tần Tổng, anh và chị Lý Vân, trông như mặc đồ tình nhân ý. Phải không, Tần Tổng, thư ký mới của anh chẳng phải là vị hôn thê của anh sao, anh đừng có giấu chúng tôi nhé. Tôi với Tổng Giám đốc Tần chỉ là quen biết riêng tư thôi, không phải vị hôn thê của anh ấy. Ô, quen biết riêng tư thôi. Tôi ngửi thấy mùi dưa rồi. Là do tôi gần gũi và dễ tiếp cận phải không? Để cho các ngòi cảm thấy có thể đùa giỡn với tôi. Ô, xin lỗi Tần Tổng, chúng tôi chỉ là cảm thấy hai người rất hợp nhau.
Ôi, Tiếu Tiếu. Lý Tiếu Tiếu, mày phải nhớ rằng mày sắp chết rồi. Đừng kỳ vọng quá, tự nhiên một chút. Hay là mình nói tao ngơ với anh ấy? Tự mình nói sao mà khó thế? Tiếp theo đây là yêu cầu của tôi đối với kế hoạch làm việc của các bạn. Điểm đầu tiên, chúng ta cần tập trung vào sự cạnh tranh trong ngành. Điểm thứ hai, Lý Tiếu Tiếu, nói về kế hoạch của nhóm cô đi. Đừng căng thẳng mà, anh cố tình phải không? Tổng giám đốc Tần, phòng này hơi lạnh. Áo khoác của anh cho em mượn được không? Tiếp tục cuộc họp. Lý Tiếu Tiếu, em thật sự không quan tâm chút nào sao? Cô ấy cuối cùng đang nghĩ gì? Sao lại không có biểu cảm gì? Vậy cô ấy cuối cùng thích mình hay là không thích mình? Là mình không diễn đạt rõ ràng sao? Ôi, làm mình phiền quá đi mất. Không chuẩn bị cho con sao? Mẹ ơi, mùi gì thế này? Mẹ đã tắt bếp rồi, mùi hormone ấy mà. Anh trai con chắc chắn có vấn đề. Mẹ không tin sao? Anh ấy đã thay cái áo da cũ hồi trước, giờ xịt nhiều nước hoa thế này, chắc chắn là đang yêu rồi. Thôi đi, cái miệng hỏng của anh con. Mẹ nghĩ chỉ có người điếc mới chịu nổi nó thôi. Ôi, mẹ còn phải đi thắp vài nén hương nữa, cầu cho nó sớm được ai đó làm cho câm miệng đi, dựa vào cái mặt đó mà cưới được vợ. Giờ con biết cái miệng của anh ấy giống ai rồi. Sếp Tần, đến sớm thế. Không sớm. Sếp Tần, hôm nay xịt nước hoa là lầm mới của A phải không? Z-top lớp gương đầu của nó là mùi cây bách. Tôi xịt rất nhiều loại. Làm sao lại thế này? Mẹ không sao chứ, con sẽ quay về ngay. Tiếu Tiếu. Trời ạ, mùi này là gì thế? Anh có thể giữ khoảng cách với tôi được không? Ôi trời ơi, xin lỗi anh Tần ạ. Tôi có việc gia đình, tôi về trước đây. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Ôi chao, đây chính là Tiếu Tiếu phải không? Trông xinh đẹp thật đấy. Là lão Lý trèo cao rồi. Mẹ, mẹ gọi con về chỉ để xem mắt thôi sao? Tiếu Tiếu, con xem năm nay con 27. Quay đầu lại đã 30 tuổi, ba mẹ lo lắng cũng là phải. Trước hết hãy gặp gỡ xem sao, biết đâu sẽ thích mà, nhìn xem. Ba ơi, nhìn xem, so với anh ta ba trẻ hơn cả 10 tuổi đấy. Bao nhiêu tuổi rồi? 40. À, anh ấy à chỉ là quá ngây thơ. Sợ bị con gái lừa nên mới chỉ hoãn. Ôi, đừng nhìn anh ấy học vấn tiểu học, dưới tay quản lý hàng trăm người đấy, có thể kiếm rất nhiều tiền. Trai tơ 40 tuổi, quản hàng trăm người, chủ xưởng à. Tiếu Tiếu, nghe gì nói một câu. Con gái tìm bạn trai thì phải tìm người lớn tuổi hơn thì sẽ nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy dì giới thiệu ông của dì cho tôi biết đi, tôi sẽ là bà của dì. Tiếu Tiếu, lại còn biết đùa nữa. Ông tôi đã mất sớm rồi, ôi chao, thật không may, nếu không chúng ta còn có thể trở thành họ hàng. Mẹ ơi! Chào chú, dì. Con trai của dì à? Bao nhiêu tuổi rồi? Mới 18, vừa lên đại học. Trưởng thành thật tốt. Còn là học sinh thể thao nữa, tôi chỉ thích thế này thôi. Dì à, giới thiệu con trai dì cho tôi đi, nó còn nhỏ quá, tôi chỉ hơn nó có 9 tuổi thôi. Nữ lớn 3 tuổi là quý, dì không mất đồng nào cả, ba khối vàng cứ thế mà mang về nhà rồi. Dì biết giá vàng bây giờ cao lắm không? Em trai qua đây. Con trai, có chuyện gì vậy chị? Bây giờ em đang học đại học nào? Cơ bắp của em cũng thật tốt đấy. Đi thôi, chúng ta về. Này, chị add WeChat của em nhé. Chị đang làm việc ở tập đoàn Tần Thị đây, bao giờ em tốt nghiệp rồi, chị sẽ giới thiệu cho em một vị trí trực tiếp, thật hả chị, cảm ơn chị nhiều.
Mẹ đang tìm việc làm đây, về nhà, bây giờ tìm việc khó biết bao, mẹ. Cảm ơn chị. Đã thêm tôi vào WeChat rồi, có hy vọng. Đồ thần kinh. Cô như thế này, cả đời này không ai lấy. Cảm ơn lời chúc của dì. Tiếu Tiếu. Tất cả là tại anh cứ chiều chuộng con bé. Tiếu Tiếu, con thật là quậy phá. Ba, số tiền 100.000 mà cậu cho vay, đã đòi lại được chưa? Ôi, chắc sắp lấy được rồi. Hôm trước bố còn lén lút cho mượn một số tiền lớn. Bố không phải đã hứa với con không cho vay mượn tiền nữa sao? Nhưng gia đình họ đang gặp khó khăn. Tuần trước họ còn đi du lịch Bali, sống sung sướng hơn chúng ta rất nhiều. Hôm nay nhất định phải đòi lại tiền. Lý Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu. Ôi Tiếu Tiếu, làm như vậy không tốt đâu. Chúng ta cũng là bạn học mà. Con làm như vậy, bố sau này làm sao còn mặt mũi gặp người khác đây? Những người mượn tiền không trả còn có thể mặt dày. Đợt này tôi nghe lời Tiếu Tiếu, chỉ vì anh cứ thật thà nên lần nào cũng bị bắt nạt. Ô trùng hợp thật, trả tiền đây. Đòi tiền, các người có giấy vay không? Ôi lúc đầu chúng ta xem như bạn học với nhau. Không bắt các người viết giấy, không có giấy vay còn đến đây đòi tiền, nhanh chóng biến đi, chị làm sao có thể làm thế? Không trả tiền, tôi sẽ hất sơn đấy. Tôi đếm đến 3, 1, 2, 3. Mày hất đi, nếu mày dám đổ, tao sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát. Đừng có làm bậy. Các người là một lũ điên, muốn nhà tao trả tiền à? Không có cửa đâu. Tao sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, tao không chỉ bắt các người đền tiền, còn phải đưa các người tất cả đều vào tù. Tiếu Tiếu, hay là chúng ta đi thôi. Bị bắt vào đấy thật là không tốt. Chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, mọi người phải làm chứng cho tôi với. Bọn họ lợi dụng lúc chồng tôi không có nhà bắt nạt tôi. Cô ta muốn tạt sơn tôi. Dám tạt sơn người khác. Nhìn các người cũng không đến nỗi nào, sao lại có thể như vậy? Là họ nợ tiền chúng tôi, các người đã rõ chưa? Ai nợ các người tiền? Cô, nhanh gọi bảo vệ, đuổi họ đi. Chụp cái gì chụp? Còn dám động thủ, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, bà giở trò vô lại với tôi phải không? Tôi vốn dĩ không muốn làm to chuyện thế này, nhưng tiền cứu mạng mà bố mẹ tôi để dành bị nhà họ lờ mất rồi. Tôi bị ung thư đang đợi tiền để làm phẫu thuật. Các người nợ tiền cứu mạng của tôi không trả, còn đâu lẽ phải trên đời này nữa. Có vẻ như chuyện này ngược lại, hình như là thật. Tuần trước, họ còn đi du lịch. Lấy tiền cứu mạng của người ta đi du lịch, điều này thiếu đạo đức quá, phải không? Ôi, đây là máu. Thật sự là máu, bà quá là vô tâm. Thứ đáng xấu hổ, nhanh chóng biến về đi. Xin lỗi nhé, tôi vừa về tới nhà không biết chuyện. Bạn học cũ, tổng cộng 200.000, phải không? Tôi sẽ chuyển ngay bây giờ. Ừ, được. Còn có lãi nữa, tính theo lãi suất hàng năm 3%. Chú đã mượn 2 năm, tổng cộng là 12.000. Được được, tôi sẽ chuyển hết cho cháu. Đi về thôi. Ăn một bữa ngon nhé. Tiếu Tiếu, cái giấy kiểm tra vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cái đó là của bạn con, lại còn nôn ra máu nữa. Cái đó chỉ là một chút kỹ thuật, ba không biết à, bây giờ nợ nần rất là khó đòi. Con tất nhiên phải sử dụng một chút kỹ thuật diễn xuất rồi. Thế thì tốt, làm mẹ sợ chết khiếp. Nhưng con gái, với bộ dạng của con bây giờ, mẹ không lo lắng nữa. Cái tính cách trước kia của con, mẹ thực sự lo lắng con ở ngoài bị ủy khuất. Một mình giữ trong lòng không nói. Nhưng giờ thì tốt rồi, không còn ai dám bắt nạt Tiếu Tiếu nhà chúng ta nữa. Mẹ! Lớn như vậy mà còn làm nũng. Mẹ phải giữ bố cẩn thận. Đừng để bố cho vay tiền bừa bãi nữa. Và mẹ nữa, mẹ bị tiểu đường mà còn không kiêng cữ. Chẳng phải làm con lo lắng đây à? Được được được, nhà mình có Tiếu Tiếu. Lớn lên biết lo cho bố mẹ rồi. Không được, hai người phải thề với con. Sau này không được cho vay nợ bừa bãi, giữ mồm giữ miệng, bố thề. Đây là tiền con đã tiết kiệm, mật khẩu là ngày sinh của mẹ giữ hộ con sợ mình tiêu hết mất. Tiếu Tiếu, con thật sự không sao chứ? Con gái, nếu công việc áp lực quá, thì con từ chức về nhà nhé. Bây giờ không phải đang có mốt, làm con gái toàn thời gian sao? Ba mẹ nuôi được con. Ôi ơi, con không sao, con rất ổn. Ba mẹ cũng nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm con lo nữa, con cũng vậy.
Con một mình ở ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết không? Biết rồi mà, con còn phải quay về nữa. Vậy chúng ta đi thôi, hãy cẩn thận nhé, chúng ta đi thôi. Tiếu Tiếu, chuyện của anh và Lục Vân hôm nay chỉ là hiểu lầm chuyện của anh và cấp dưới rồi. Em khóc sao? Có phải có người bắt nạt em không? Tân Tổng, anh về trước đi. Tiểu Tiếu, em nói cho anh là ai, anh sẽ tìm người xử lý hắn. Tân Tổng, anh đừng có vương vấn tôi nữa. Chúng ta cuối cùng cũng không thể nào được. Tiếu Tiếu, nghe anh nói này, anh và Lục Vân thực sự chỉ có quan hệ công việc là vì ba cô ta. Tân Tổng, những gì anh muốn đã có được rồi. Có thể đi được rồi chứ, Lý Tiểu Tiếu. Em có ý gì? Tân Tổng muốn cái này đúng không? Hay là anh muốn đi xa hơn nữa? Có chuyện gì đã xảy ra tối nay đúng không? Em nói cho anh biết đi. Chúng ta cùng giải quyết được không? Giải quyết thế nào? Nếu Tổng Giám đốc Tần không vào thì hãy mau quay về. Lý Tiểu Tiếu, em nói gì vậy? Cơ hội thì có một lần. Ghét tôi đi, xin anh ghét tôi đi. Mẹ, mẹ ơi, nhìn bộ dạng của anh kia. Chắc chắn là bị đá rồi, nếu anh con thật sự bị đá thì còn tốt nữa là khác. Mẹ thấy nó đã tuổi 30 rồi, sắp trở thành thầy tu rồi. Đàn ông thất tình thật đáng sợ. Tất cả mọi người họp. Đây là cái mà các người dành cả tuần để viết ra được kế hoạch. Tôi giải một nắm gạo trên bàn phím gà cũng có thể mổ ra. Còn viết được hơn các người, nói đi chứ. Nói đi. Cả lũ cầm hết rồi sao? Tân Tổng, tôi nghĩ anh đối với phương án của chúng tôi đánh giá không đủ khách quan. Hy vọng anh có thể trở thành một người biết phân biệt công tư. Mời Giám đốc Lý, nói xem làm thế nào để trở thành một người biết phân biệt công tư. Tôi hy vọng anh có thể hợp lý, khách quan đánh giá phương án của chúng tôi chứ không phải như bây giờ từ chối toàn bộ. Tôi biết, anh là một người rất chuyên nghiệp nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ đưa cảm xúc cá nhân mang vào công việc. Nếu anh còn tiếp tục như thế nữa, chúng ta có thể không còn có thể làm việc cùng nhau nữa. Hy vọng anh có thể xử lý tốt cảm xúc cá nhân. Chúng ta tiếp tục kế hoạch. Lý Tiếu Tiếu cũng quá mạnh dạn rồi, đúng là xứng đáng là Lý điên rồ. Cút, tất cả cút cho tôi. Lúc nãy mình nói có phải hơi nặng lời không? Hay là, mình nên xin lỗi anh ấy một tiếng? Ai cũng có lúc tâm trạng không tốt. Nói tôi nặng lời như vậy. Tổng Giám đốc Tần, vừa rồi tôi đã nói sai, ra ngoài đi. Ra ngoài. Thật sự khóc rồi. Không có, không có. Cát bụi bay vào mắt. Cửa sổ này chắc chắn đóng kín, cát bụi từ đâu vào được. Được rồi, tôi không chịu anh nữa, vừa rồi tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc, nói nặng lời một chút, anh đừng để tâm quá. Nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau, anh xem anh vừa đẹp trai vừa giàu có, tính cách cũng tốt. Anh làm gì cứ phải treo cổ trên cây cong vẹo như tôi chứ, nếu như lùi lại 10.000 bước mà nói, sao anh không thể thích Lục Vân chứ? Lý Tiểu Tiếu, anh không muốn nói với em đi ra ngoài đi. Thế là đi luôn rồi. Cô ấy thực sự ghét mình như vậy. Em cũng thích anh. Tại sao không thể ở bên anh được? Anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, cạnh anh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, xuất sắc. Rồi một ngày nào đó anh sẽ chia tay em. Không đâu, trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh.
Anh trai, anh đang làm gì vậy? Người mà em yêu cũng chỉ có mình anh thôi, mãi mãi sẽ không bao giờ thay lòng. Hóa ra là vì lý do này, cô ấy mới không đồng ý với lời theo đuổi của mình. Ông chủ Tần, anh vẫn không chịu từ bỏ sao? Lý Tiếu Tiếu, anh nói cho em biết một bí mật. Bây giờ anh không phải là tổng tài bá đạo nữa. Hả? Vì anh luôn không muốn kết hôn, mẹ anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Vì vậy, bây giờ anh không còn là người thừa kế của tập đoàn Tần nữa. Nên em không cần phải lo lắng rằng mình không xứng. Cũng không cần phải lo anh vì có tiền mà lăng nhăng. Bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em. Đôi khi thực sự không biết ai mới thực sự là người có bệnh đây. Họp lớp, được thôi. Lúc đó, tôi nhất định sẽ tham gia đúng giờ. Đã lâu rồi không gặp mọi người, giờ cũng không biết mọi người sống thế nào nữa. Được, vậy tôi sẽ thêm cô vào nhóm nhé. Ừ, được thôi. À, đúng rồi. Cô có thông tin liên lạc của Lý Tiếu Tiếu không? Lý Tiếu Tiếu à? Trước đây các người không phải là bạn thân nhất sao? Sao thế, có chuyện gì sao? Cô ta gửi ảnh gợi cảm để quyến rũ bạn trai tôi, còn mạnh miệng nói rằng người không được yêu mới là người thứ ba. May mắn thay bạn trai tôi yêu tôi và không thích cô ta. Nhìn này, đây là chiếc nhẫn kim cương mà bạn trai tôi tặng, đẹp không? Wow, to thật đấy. Cái này chắc phải vài trăm triệu nhỉ? Ôi, bạn trai tôi đến đón tôi rồi, tôi đi trước đây. Được, tạm biệt. Alo, tôi không quan tâm cậu dùng phương pháp gì. Nhất định phải mời được Lý Tiếu Tiếu, người phụ nữ đó. Dám ve vãn chồng của bạn thân tôi nhất định phải dạy dỗ cô ta một trận. Thật trùng hợp là cô ấy cũng ở đây. Anh, làm gì mà lề mề thế, đi thôi. Tiểu Tranh, nhanh ngồi đây, bông hoa của lớp đã đến, lâu rồi không gặp, hoa khôi của lớp ngày càng xinh đẹp hơn, các người nhìn rõ đi, hoa đã có chủ rồi. Các người ấy, tốt nhất là từ bỏ ý định đó đi. Tiểu Tranh à, cậu yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ giúp cậu thật tốt, nơi này có mùi khó chịu quá, xin lỗi tôi đến trễ. Mỹ nhân, cô đi nhầm chỗ rồi. Tống Vũ, anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Lý Tiếu Tiếu. Lý Tiếu Tiếu. Sự thay đổi của cô cũng quá lớn nhỉ? Từ vịt con xấu xí thành thiên nga trắng ấy, tự phổi phồng mình quá. Việc yêu thích hư vinh cũng phải có mức độ chứ. Cô mua cái túi này không phải là rõ ràng, đeo hàng giả sao? À, tôi cũng không hiểu gì về nhãn hiệu lớn. Cái túi này à, tôi thấy trên Pinduoduo đấy. Thấy đẹp thì mua thôi, 9 đồng 9 bao ship. Muốn tôi gửi link cho không? Tôi không có mặt dày như cô đâu. Túi rẻ như vậy, tôi không thể mang ra ngoài được. Ôi, cái túi của cô đẹp quá, nhìn là biết đắt rồi. Không đắt đâu, chỉ khoảng 40-50 nghìn thôi. Lý Tiếu Tiếu, cô cũng sắp 30 tuổi rồi, chất lượng cuộc sống cũng nên được nâng cao chứ nhỉ? Đừng mang những thứ rác rưởi ra ngoài nữa. Không còn cách nào khác đâu, một tháng lương chỉ có 3 nghìn, ăn uống một chút là hết. Vậy thì đến đây với tôi đi, cho cô làm thư ký, một tháng trả cô 8 nghìn. Ô, ông Vũ Tống, anh đã thành ông chủ lớn rồi. Không lớn, không lớn, cũng chỉ là dưới tay quản lý mười mấy người. Không bằng ông chủ Triệu đây, còn trẻ tuổi như vậy đã làm tổng giám đốc ở tập đoàn Tần thì lương năm phải có cả triệu. À, bữa ăn hôm nay này tôi mời. Anh Triệu thật là hào phóng, nào, mọi người cùng nâng ly chúc anh Triệu nào. Ôi chao, thấy mọi người đều sống tốt như vậy, tôi yên tâm rồi, nghe nói, người càng giàu càng có lòng nhân ái. Thật không giấu gì tôi bị ung thư rồi. Chẳng sống nổi mấy ngày nữa, chúng ta cùng là bạn học, các người không thể không giúp tôi chứ. Tôi đã đăng lên nhóm cái kêu gọi từ thiện, một đồng cũng là tình. Triệu Tổng, anh giàu thế cho tôi vài chục vạn đi, không thành vấn đề chứ. Anh Tống, anh chỉ cần trả cho tôi một tháng lương 8 ngàn có được không? Trịnh Tinh Tinh, cái túi của cô thật đẹp. Sao cô không tặng tôi đi? Tôi chưa từng đeo nó, một cái túi tốt đẹp như thế cơ mà, hàng thật khác biệt thật đấy, đẹp quá. Ô, Trần Tiểu Tranh, cô còn đeo nhẫn kim cương giả nữa chứ. Ô, nhìn bộ dạng của cô kìa, cô hãy cho tôi một miếng, chỉ cần thể hiện tấm lòng là được. Cô, cũng không bằng cô. Đã tìm được người đàn ông 40 tuổi. Một nhà tài trợ như vậy, đừng quấy rầy chồng tôi nữa. Cái gì, Lý Tiếu Tiếu? Cô đúng là đói rồi, đào góc tường cũng không được, cũng không đến mức sa ngã đến mức này chứ. Đào góc tường của ai? Cô còn giả vờ gì nữa? Cô thậm chí một sợi tóc của Tiểu Tranh cũng không bằng.
Không trách được chồng người ta không thèm để ý đến cô. Đúng vậy, chồng của Trần Tiểu Tranh không thể cướp được đâu. Không giống như cô còn không biết chừng, ở ngoài kia có ba đứa con trai. Lý Tiểu Tiếu, cô nói lung tung cái gì vậy? Cô có tin tôi xé mồm cô không? Ảnh ở đây, không cần cảm ơn. Cái gì? Đây là lần cuối cùng tụ tập bạn học, tôi xin gửi đến mọi người một lời từ tận đáy lòng. Tống Vũ, mối quan hệ của anh và bà chủ, chồng cô ấy đã biết rồi, anh về nhà cẩn thận bị gãy cả chân thứ ba. Ôi, Triệu Tổng à, tập đoàn Tần thì, khi nào có người lãnh đạo như anh sao tôi không biết, để tôi gọi hỏi dùng anh. Đừng mà, tôi làm thuê ngoài. Trần Tiểu Tranh, cô hãy tự hỏi lương tâm mình, những năm qua tôi đã đối xử với cô thế nào? Cô cũng không phải người tốt gì, lúc đầu nếu không có Tiểu Tranh cô có vào được tập đoàn Tần không? Cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Cô không phải cũng dựa vào Tần Minh Phong mà thăng chức sao? Ai trong công ty mà không biết hai người ngày nào cũng liếc mắt đưa tình. Tôi, Lý Tiểu Tiếu, hóa ra cô vẫn không thay đổi được bản chất. Cô vì muốn quyến rũ đàn ông, khuôn mặt này chắc chắn đã tốn không ít tiền nhỉ. Hồi cấp 3, cô làm bộ mèo mả gà đồng. Cứ nhòm ngó bạn trai của Tiểu Tranh, còn cướp chồng người ta nữa. Tôi không có. Con nói không có tôi đã thấy hết ảnh rồi. Xem tôi hôm nay không dạy dỗ cô thế nào. Cô muốn dạy dỗ ai hả? Cô ấy có bạn trai như tôi rồi, cô ấy có bị bệnh không? Còn đào góc tường của các người nữa. Bình thường, miệng không phải rất lợi hại sao, sao lại bị họ bắt nạt? Dám động vào người phụ nữ của tôi sẽ khiến tất cả các người đều phải chết. Người đâu, đưa họ đến Myanmar cho tôi. Ôi ôi, túi của tôi. Vừa rồi lôi anh đi làm gì, gần đây anh xem phim Tổng tài bá đạo, học được mấy đoạn thoại, vừa chuẩn bị cho họ một cái tát kiểu Hàn, nhưng như thế cũng quá xấu hổ chết được, hơn nữa những gì cần làm đều đã làm rồi. Này, để anh đưa em về. Tần Minh Phong, con định đưa ai về đấy? Người phụ nữ bên cạnh con, cô ấy là ai? Con có quan hệ gì với cô ấy? Chào Tần phu nhân, tôi là nhân viên của tập đoàn Tần, Lý Tiếu Tiếu, cũng là đối tượng con đang theo đuổi. Lý Tiếu Tiếu phải không? Đây là một séc 5 triệu. Mẹ làm cái gì vậy? Trời ạ, cái cảnh bị séc đập vào mặt này, cuối cùng đến lượt mình rồi sao? Tiếu Tiếu trả lại cho họ, chúng ta đi, đứng lại, 5 triệu ít quá, 10 triệu đủ không? Không đủ thì thêm 20 triệu. Mẹ, con và Lý Tiếu Tiếu dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không cúi đầu trước mẹ đâu. Im miệng. Tiếu Tiếu, dì cầu xin cháu, vì tiền ngàn vạn lần đừng. Chia tay với cái thằng ngốc con của dì nhé. Hả? Thằng nhóc hôi này đã 30 tuổi rồi. Mà vẫn chưa tìm bạn đời, cháu không biết dì lo lắng thế nào đâu. Dì từng nghĩ, nó muốn xa lánh xã hội, định xuất gia làm sư thầy rồi đấy. Nói linh tinh gì thế? Vô dụng. Này Tiểu Phong, ngồi. Con trai, mẹ đã tìm thầy, xem tử vi cho các con rồi, rất phù hợp. Ngày mùng 6 tháng sau, chính là ngày tốt để kết hôn, con phải tranh thủ thời gian đấy. Mẹ ơi, dù sao chuyện cũng chưa chắc chắn, còn nữa, người ta cũng chẳng thích con. Đó là vì anh chưa nỗ lực đúng hướng. Anh xem hàng ngày anh ăn mặc như một chú bướm vậy, còn xịt nước hoa nữa. Nếu là em cũng không chịu nổi anh đâu. Anh phải biết rằng anh đang yêu đương mà. Tìm người yêu không phải tìm chị em gái đâu. Đúng, em gái con nói rất đúng. Nghe theo con bé là không sai. Phụ nữ, cái quan trọng nhất trong tình yêu chính là phải chân thành, để cô ấy cảm nhận được lòng chân thành của anh. Anh hiểu không? Không ngờ Lý Tiếu Tiếu tôi cũng có lúc chạm đến đỉnh cao của cuộc đời. Tôi thật tuyệt vời. Người theo đuổi tôi là một ông chủ trẻ nhiều tiền. Mẹ chồng tương lai của tôi. Vừa rộng lượng vừa dịu dàng. Nhưng có một điều đáng tiếc, sao tôi lại phải chết? Tôi có thể dùng tất cả. Những thứ của mình có để đổi không? Tôi không muốn chết. Alo mẹ à, sao thế, Tiếu Tiếu sao lại khóc rồi? Không sao đâu, chỉ là con hơi nhớ mẹ một chút thôi. Có phải con bị ấm ức ở ngoài không? Con có muốn về nhà ở vài ngày không? Mẹ sẽ bảo bố làm thịt kho tàu cho con. Này, con đã ăn tối chưa?
Sức khỏe là vốn quý nhất, con nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, con biết không? Con biết rồi mẹ, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Sao bây giờ con mới hiểu ra chứ? Mẹ, mẹ nhớ chăm sóc bản thân. Con về công ty làm thêm giờ đây, con khi nào rảnh, sẽ quay về ở cùng mẹ. Tần Minh Phong, sao vậy, tấm séc này làm gánh nặng với em à? Phải dùng rượu để quên sầu sao? Tần Tổng, nửa đêm anh theo dõi tôi. Đi nào, anh sẽ đưa em về nhà. Tôi không thể để anh đưa tôi về nhà. Tôi không thể kiềm chế được. Sẽ nghĩ đến việc làm chuyện đó với anh thực sự không hiểu em, anh cảm thấy em thích anh. Nhưng tại sao em luôn từ chối anh, thích anh thực sự làm tôi rất đau khổ. Không muốn thích anh. Tôi tuyệt đối sẽ không thích anh đâu. Vậy để anh đưa em về nhà, nếu thích anh, thực sự làm em đau khổ như vậy. Sau này, anh sẽ biến mất. Hóa ra không ở cùng nhau. Minh Phong, ồ không, Chủ tịch Tần. Bố em nói tối nay sẽ làm cá bớp hấp. Món đó nếu nguội sẽ không ngon. Nên bảo anh đừng tăng ca tối nay. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Anh nhớ đừng mua thứ gì cả. Bố em bảo đừng làm cho nó trở nên xa lạ. Gặp người lớn tuổi mà, những phép lịch sự cần thiết vẫn phải có. Được thôi, tùy anh. Trời ạ, Lục tiểu thư nhìn không ra, cô và Tần Tổng cũng tiến triển nhanh quá, đã đến mức gặp bố mẹ rồi. Vậy sau này chúng ta phải gọi ấy là bà chủ rồi. Các người đừng nói linh tinh, họ có chuyện cần bàn, em không tin, chị Lục Vân xinh đẹp. Chẳng lẽ chị thật sự thích Tần Tổng của chúng ta, thì chắc chắn là thích rồi, vậy được rồi, chẳng phải chỉ là sớm muộn sao, được rồi, nhanh chóng làm việc đi. Con và Tần Minh Phong tiến triển đến đâu rồi, ba đưa con vào công ty Tần, không phải chỉ để con làm công ăn lương đâu, ba chỉ biết dùng con để lát đường, luôn không quan tâm con có thật sự thích Tần Minh Phong hay không. Cô không thích Tần Minh Phong. Điều này quan trọng lắm sao, anh ấy thích tôi không phải sao? Cái xe này thật sự có thể lái được không? Không phải lái giữa chừng sẽ hỏng hóc chứ. Tần Tổng à, nếu anh sợ thì xuống đi. Không sợ. Ồ, chờ một chút, chiếc xe này không có dây an toàn. Tần Tổng, anh có phải thật sự thích Lục Vân à? Anh với cô ta chỉ là làm việc, là đồng nghiệp trong công việc. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, trừ khi... Thôi đừng nói nữa. Mình sắp chết rồi còn lo chuyện này làm gì? Hãy để anh ta đi trước, im miệng lại. Không phải chứ, dù tức giận cũng không được đùa cợt với Phanh đâu. Tần Tổng, hình như Phanh bị hỏng. Không phải em nói gì cơ. À. Tần Minh Phong, anh không sao chứ? Tiếu Tiếu. Anh thế nào rồi, đầu còn đau không? Em ổn không? Em ổn, bác sĩ đã kiểm tra cho anh. Nói là anh bị chấn động não nhẹ, bây giờ anh có đau đầu không? À, anh không. Không được rồi. Anh cảm thấy chóng mặt quá, chóng mặt. Không được, cần bờ vai, cần dựa. Bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Độ cao thế nào? Thấp một chút, thấp một chút. Như thế này là được. Ôi, cứ cảm thấy đầu bị đụng ngốc hơn trước rồi. Ôi, em thật sự không sao chứ? Tôi không sao mà.
anh xem này, tôi đã băng bó xong rồi, chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Không được, lỡ có tổn thương bên trong thì sao, đi thôi, đi kiểm tra đi. Này, tôi thật sự không sao, anh xem này, hăng hái lém lỉnh. Và sau đây tôi sẽ đi dự cuộc họp, chết rồi, không kịp nữa rồi, đến lúc này rồi mà em vẫn nghĩ về công việc. Công ty đã phá sản rồi. Dạ dày em đau như thế này rồi, chúng ta nhân cơ hội này đi kiểm tra xem sao nhé. Tôi thực sự không sao. Lý Tiểu Tiếu. Em không muốn kiểm tra, chẳng lẽ thực sự mắc phải bệnh gì nặng à? Anh đang giúp tôi dọn dẹp trở ngại hay sao? Lúc đâm xe không biết Tần Tổng cũng ở đó, đồ ngốc. Sếp đừng nguyền rủa tôi được không? Giờ không cần họp nữa thì tôi sẽ về trước. Anh cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Này, không được đâu. Em, là em lái xe làm anh ra nông nỗi này. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Sao anh lại thích bắt người khác chịu trách nhiệm vậy? Mẹ và em gái anh có vẻ không có nhà. Hay là em đến nhà anh chăm sóc anh đi. Tôi chăm sóc anh hả? Ừm. Cũng không biết ai trong chúng ta ốm nặng hơn. Em nói gì cơ? Không có gì. Đi thôi. Alo mẹ, mẹ đi du lịch với em gái con đi. Để nhà lại cho con với Tiếu Tiếu là được rồi. Con trai chúng ta đi du lịch đây, hãy tận hưởng nhé. Khoảng thời gian hai người cùng Tiếu Tiếu. Sao gì biết, tôi sẽ đến nhà anh. Cả ngày mệt mỏi rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi. Cái này là, đây là mẹ anh và em gái anh chuẩn bị lễ đón tiếp cho em. Ồ. Tôi đã nhận lời tốt của Tần Tổng. Anh ra ngoài trước đi. Tiếu Tiếu, được không? Bụng em lại đau à, đau lắm không, có cần đưa em đến bệnh viện không? Không cần đâu, hôm nay em không ăn sáng, dạ dày hơi đau. Em uống thuốc là ổn. Thuốc của em ở đâu, anh đi lấy cho. Cảm thấy đỡ chưa, hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé, ngày mai em có thể về muộn chút, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây. Mỗi lần nói đến kiểm tra thì lại né tránh. Có phải thật sự có vấn đề không? Anh nói xem, anh vừa đẹp trai vừa giàu có. Tại sao lại muốn ở bên em? Anh phải làm gì bây giờ, em mới có thể thích anh? Đồ ngốc, không phải anh không tốt. Đã đến giờ uống thuốc, anh không muốn uống. Không được. Em ôm anh đi. Thơm quá, chúng ta vào phòng nhé. Cháu sắp được rồi, không chờ được nữa. Mọi thứ giống như đang mơ vậy.
Nếu giấc mơ này, nó không bao giờ kết thúc thì tốt biết mấy. Đúng vậy, giá như mãi mãi có thể như thế này. Cô gái phản bội này. Anh đã như thế này rồi. Em còn không cho anh một danh phận, thực ra em không xứng đáng để anh thích. Em có một bí mật rất lớn. Không quan tâm có bí mật gì. Anh cũng không quan tâm em có xứng đáng hay không, đây là phán đoán của anh, không phải là phán đoán của em. Lý Tiểu Tiếu, chúng ta ở bên nhau được không, chúng ta nói với mọi người được không? Anh cho em thêm chút thời gian được không? Được. Là sau khi ở cùng nhau rồi mất đi mới đau đớn hơn, hay là chưa từng ở cùng nhau còn đau đớn hơn? Vấn đề này thật sự rất khó lý giải. Ung Nư rụt rè giai đoạn cuối. Lý Tiểu Tiếu, cô lại giấu một bí mật lớn như vậy. Trời ạ, các người xem đây là hình ảnh trên mạng. Thật đáng thương quá. Ôi chao, tại sao tóc lại rụng hết vậy? Phải đấy, người này không phải bị ung thư, trước kia trông còn khá xinh đẹp. Phải đấy, tôi thực sự không chịu nổi, những cô gái bị bệnh tật hành hạ như thế này còn trẻ mà đã tiểu tụy. Tóc cũng rụng hết rồi. Nếu tôi bị ung thư, tôi chắc chắn sẽ một mình lặng lẽ mà chết. Dù sao thì nếu người tôi thích nhìn thấy bộ dạng này của tôi thực sự sẽ sụp đổ. Tiếu Tiếu, sao tóc cô bị rụng nhiều vậy? Tay cậu có nhỏ không vậy? Tôi biết bí mật của cô. Tiếu Tiếu, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Sếp sao lại rủ cô ấy đi ăn trưa? Chuyện này là thế nào? Không biết. Tần Tổng, anh không phải luôn giục tôi đi kiểm tra sức khỏe sao? Thực ra tôi đã kiểm tra và phát hiện một số vấn đề nhỏ. Vì vậy, hy vọng có thể từ chức nghỉ ngơi một thời gian. Là vì anh phải không? Là vì những gì anh đã làm trước đây, ảnh hưởng đến em. Em cứ yên tâm. Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân. Cố gắng không làm phiền em, xin lỗi. Được rồi, em hứa với anh. Mình chắc hẳn còn lại khoảng nửa tháng nữa, em sẽ nghỉ nửa tháng. Khi đó anh nhất định phải giữ chức vụ của em. Ừ, được. Em sẽ không thể quay lại như mong muốn. Đợi đã, giúp tôi tra thử thuốc này chữa bệnh gì. Được. Sao cái tên thần kinh này lại đến đây? Tiếu Tiếu. Sao em không thèm để ý anh? Anh uống rượu à? Tiếu Tiếu, anh đã gửi cho em biết bao nhiêu tin nhắn, sao em không thèm để ý anh? Điên quá, tôi đã chặn anh rồi. Anh có đi không? Không đi tôi gọi bảo vệ đấy. Tiếu Tiếu tha thứ cho anh được không? Cút đi. Lúc đầu, sao lại để cô vào cửa nhà họ Giang, ngu rồi à? Cô. Giang Trạch. Chỉ là quá ngây thơ quá tốt bụng. Nên mới bị loại phụ nữ như cô lừa, đúng vậy, ngây thơ tốt bụng. Nên mới lên giường với bạn thân của bạn gái mình. Ồ, con trai ngây thơ tốt bụng đã về rồi. Giang Trạch, mẹ và người phụ nữ này. Không thể sống cùng nhau một ngày nào nữa. Không phải mẹ bảo con phải kết hôn cùng cô ta sao? Làm sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ làm tất cả vì con mà. Đúng, 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 vì con. Mọi thứ đều là vì tốt cho con. Điều con hối tiếc nhất từ trước đến giờ chính là nghe lời mẹ chia tay với Lý Tiếu Tiếu. Sao thế? Ở chỗ Lý Tiếu Tiếu? Không làm được tên ăn bám về nhà làm loạn à? Cô nói gì? Giang Trạch, anh còn mặt mũi nói nữa. Người ta còn gửi video lên điện thoại của tôi nữa rồi, anh thật làm tôi mất mặt, anh tự xem đi.
Cô nghe cho rõ đây. Nếu không phải cô cưa cẩm trước, tôi đã lấy Lý Tiếu Tiếu từ lâu rồi. Tất cả cũng chỉ vì người phụ nữ như cô. Anh mềm yếu, chỉ biết dựa vào mẹ. Anh còn có mặt mũi mà nói tôi tiêu tiền của người ta Lý Tiếu Tiếu ở đây mà giả vờ là đại gia. Bây giờ Lý Tiếu Tiếu đã dựa vào chủ tịch tập đoàn Tần Thị, Tần Minh Phong. Ai sẽ còn cần anh nữa chứ? Đồ ăn bám mẹ, buông tôi ra. Cô bỏ tôi ra. Cút đi. Mẹ không sao chứ? Trần Tiểu Tranh, cô nghe cho rõ đây. Nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô. Bà già chết tiệt tự lao lên, chỉ có thể trách bà ta không có mắt. Cô, trong bệnh viện làm gì mà ồn ào thế, giữ yên lặng. Ba thiếu một tốt. Được, được, giỏi anh đến đây. Trần Tiểu Tranh, cô thật là can đảm. Được, cô chờ tôi đấy. Cô gái Lý Tiếu Tiếu đó, sao vẫn chưa đến tái khám? Đúng vậy, quan trọng là điện thoại cứ không liên lạc được, tôi không thể liên hệ với cô ấy. Bác sĩ, xin hỏi một chút. Anh vừa nói về Lý Tiếu Tiếu, cô ấy có vấn đề gì vậy? Anh là... Tôi là bạn trai của cô ấy, bạn trai. Anh xem này, đây là ảnh của chúng tôi. Cô ấy, là bạn gái của tôi. Đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Bạn gái tôi, cô ấy thế nào? Cô ấy không nói với anh ư? Cô ấy bị ung thư dạ dày. Gì cơ, ung thư dạ dày? Nhưng may mắn là bị chẩn đoán nhầm. Chúng tôi luôn không liên lạc được với cô ấy. Anh xem, anh có thể không chuyển thông tin này cho cô ấy không? Được, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy. Lý Tiếu Tiếu ơi, Lý Tiếu Tiếu, ngay cả Thượng Đế cũng giúp tôi. Có vẻ như chúng ta thực sự là một cặp trời sinh. Không thể tách rời được. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu. Anh biết em bị ung thư dạ dày, làm sao anh biết? Tiếu Tiếu, thật sự anh không thể ngờ, em yêu anh đến vậy. Có phải em đã biết từ lâu mình bị ung thư dạ dày không, nên mới đồng ý chia tay với anh? Anh à, đừng tự luyến như vậy. Chỉ đơn giản là thấy anh ghê tởm. Được rồi, Tiếu Tiếu, đừng nói những lời tức giận nữa. Giang Trạch, ở bên cạnh anh, tôi bị ung thư. Điều này nói lên điều gì? Cho nên, vì cuộc đời của mình, trong thời gian còn lại của tôi, hãy tránh xa tôi ra biết không? Tiếu Tiếu, nếu còn theo tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Tiếu Tiếu, anh sẽ không từ bỏ đâu. Ai đấy? Người giao đồ ăn đây. Anh lại đóng phim thần tượng nữa rồi. Tiếu Tiếu, đừng quay lại với Giang Trạch. Anh buông em trước đã. Điều gì khiến anh nghĩ rằng, em sẽ quay lại với hắn ta? Anh nhận được cái này ở công ty. Bên cạnh em có không ít gián điệp, anh giám sát em à? Trời đất chứng giám, không phải anh, là người khác gửi cho anh. Đúng đúng, em và Giang Trạch đã hòa giải, vậy nên anh đừng đến tìm em nữa. Hơn nữa em đã nghỉ việc rồi, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Anh không tin. Làm sao anh đối với người khác không có chút tin tưởng nào cả? Cơ thể em lại khá thật thà. Vậy nên em không quay lại với Giang Trạch. Được rồi, em đã dùng cách của mình để chứng minh câu trả lời rồi, anh có thể đi rồi. Anh ấy dáng người thật đẹp. Suýt nữa thì không kìm chế được, bình tĩnh, bình tĩnh. Alo, Tiểu Trương. Giúp tôi kiểm tra cái này. Tại sao Tần Tổng lại chủ động tìm em vậy? Có phải có chuyện gì làm phiền lòng không? Có cần em giúp anh giải quyết mọi lo lắng không? Bức ảnh trên bàn là cô gửi đúng không? Đúng. Cô biết mối quan hệ của tôi và Tiếu Tiếu, em không mù cũng có thể thấy được mà. Cách này rất thấp kém. Nhưng lúc đó anh cũng hoảng không phải sao. Cách thấp kém, luôn tốt hơn là không cố gắng. Vậy cô thích tôi, không thích. Vậy ý cô là tôi cần anh thích tôi. Đó là mệnh lệnh của cha tôi và là điều duy nhất tôi có thể làm cho ông ấy chỉ có vậy. Tôi nói cho cô biết bây giờ trong lòng tôi chỉ có Lý Tiếu Tiếu, không thể chứa thêm người khác dù cô ấy có chết. Anh cũng không hề lay chuyển. Cô muốn nói gì? Anh tự suy nghĩ đi. Tôi nghỉ việc rồi. Chuyện này mãi mãi không bao giờ được nói ra từ miệng tôi. Bí mật của cô ấy, mình nghĩ mình đã biết rồi. Tần Minh Phong, anh đúng là một nhà tư bản. Em đã thôi việc rồi. Anh vẫn còn bóc lột em như vậy. Dự án này là do em thực hiện. Nếu như em đi rồi ai sẽ làm? Anh mang theo đồ cá nhân đấy. Bởi vì anh nhớ em, muốn gặp em. Sếp ơi, ở công ty ảnh hưởng không tốt lắm đâu.
Nếu anh nói vậy, em sẽ thấy càng thích thú hơn. Tần Minh Phong, đây là anh cưa cẩm em trước. Tần Tổng, người yêu cũ của giám đốc Lý đang đợi ở dưới lầu đấy. Không phải đang đi làm sao, lại còn phải ăn cơm chó nữa, vậy tôi đi ra ngoài. Công việc làm này thật phiền phức. Không cần, tôi đi, tôi đi. Chủ tịch Tần, tôi. Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, anh biết mình sai rồi. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Giang Trạch, anh còn dám đến đây, tôi cho anh mặt mũi rồi phải không? Đã nói rồi, tôi với anh không liên quan gì nữa, anh còn đến công ty tìm tôi, từ bao giờ anh trở thành kẻ thích bị ngược đãi vậy? Tiếu Tiếu, bình tĩnh đi. Tiếu Tiếu, chỉ có mình anh mới thật lòng yêu em. Nếu anh ấy biết. Câm miệng lại đi. Có lẽ anh chưa biết nhỉ, Tiếu Tiếu cô ấy. Giang Trạch nói đi. Anh cần bao nhiêu tiền để rời xa Tiếu Tiếu? Tiền, Tần Minh Phong. Đừng có nghĩ đến chuyện dùng tiền, mua tình cảm giữa tôi và Tiếu Tiếu, dù Tiếu Tiếu có bị. Anh im đi, tôi sẽ đi cùng anh. Lý Tiếu Tiếu. Em thật sự muốn đi với anh ta. Lý Tiếu Tiếu. Cuối cùng thì cần bao nhiêu tiền mới có thể giữ em bên cạnh anh? Anh không sao chứ? Tiếu Tiếu, đi thôi. Giang Trạch. Anh đã thành công khiến cuộc đời tôi trở thành một đống phân chó. Tiếu Tiếu, anh có thể bồi thường. Cút. Anh uống bao nhiêu rượu vậy? Nhanh vào trong nhà nói chuyện. Lý Tiếu Tiếu. Em nói tại sao anh lại thích em như thế này? Nếu trái tim này có thể ngừng đập vì em thì tốt biết mấy. Như vậy em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Tiếp tục ở bên anh chỉ khiến chúng ta lún sâu hơn. Có lẽ chọn rời đi đối với chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất. Đây là nhà của Lý Tiếu Tiếu. Lý Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu. Tần Minh Phong, khi anh đọc tờ giấy này, em đã rời đi. Thời gian qua, những rắc rối của anh khiến em rất mệt mỏi, em chỉ muốn một mình yên tĩnh. Có lẽ chúng ta nên xa nhau một thời gian để anh bình tĩnh lại và anh sẽ nhận ra. Em chỉ là một người vô cùng bình thường. Bên cạnh anh có rất nhiều người tốt hơn em. Sẽ phù hợp với anh hơn. Lý Tiếu Tiếu. Em vẫn không chịu tin anh. Viên thuốc Tần Tổng đưa cho tôi trước đây,
Có kết quả rồi, là để chữa ung thư dạ dày. Hơn nữa là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Dạ dày của em đau đến mức như vậy rồi, chúng ta nhân cơ hội này, đi khám thử xem được không, em thật sự không sao mà. Hay là để anh đưa em đi viện nhé, lần sau về im nhất định sẽ đi kiểm tra, được không? Em buồn ngủ, em muốn ngủ. Hóa ra cô ấy không phải không thích mình, mà là vì cô ấy bị ung thư dạ dày nên mới từ chối. Tiểu Trương, Tần Tổng. Giúp tôi tìm xem Lý Tiếu Tiếu bây giờ ở đâu, nhanh lên. Vâng. Ông chủ, cho tô bò một tô, được ạ. Em gái, đi một mình à? Cút. Nóng tính đấy, anh thích. Anh không hiểu người ta nói à, tôi bảo anh cút đi. Được đối xử tốt mà không biết quý trọng à, uống. Đừng mà, đừng đánh nhau mà. Anh bình tĩnh lại đi, hôm nay bữa này để tôi mời. Cô gái nhỏ người ta, cút. Tôi đi nấu ăn đây, nói thêm câu nữa tôi đánh cả ông luôn. Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Chỉ là cùng nhau uống một chén mà thôi, phải không? Tôi trông có vẻ dễ bị bắt nạt nên tất cả các người đều muốn bắt nạt tôi. Tại sao người bị ung thư dạ dày lại là tôi, bạn trai cũ của tôi? Ngoại tình với bạn thân của tôi luôn nghĩ rằng là bạn thân nhất. Thực ra luôn coi thường tôi, tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi sinh ra đã không được may mắn sao? Em đang lầm bầm cái gì thế? Đi thôi. Tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Người như anh chẳng qua chỉ là cặn bã của xã hội, cũng chỉ dám bắt nạt con gái. Trông có vẻ lợi hại, thực ra chỉ là kẻ yếu đuối. Cô nói gì đấy? Không muốn sống nữa phải không? Đúng vậy, tôi không muốn sống nữa. Nếu không thì hôm nay anh đánh chết tôi đi. Lại đây đánh tôi đi. Vừa nãy không phải sủa tiếng chó hay lắm sao? Sao bây giờ lại nhát gan rồi? Cô điên à? Tôi không muốn cãi nhau với cô. Biến thái à, bình thường chắc cũng không ít lần bắt nạt con gái. Đã đến đây rồi, đi với tôi đến đồn cảnh sát nào. Buông ra, tôi bảo cô buông ra. Mọi chuyện cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi phải không? Cẩn thận. Việc này không liên quan gì đến tôi, anh ta tự lao vào mà. Vẫn là không nên bốc đồng, không rất nguy hiểm. May mà em không sao. Anh có sao không? Có vẻ như ở bên cạnh em, anh luôn bị thương. Đau không? Một chút cũng không. Anh đói quá, muốn ăn cái gì đó. Vậy em đi mua đồ ăn cho anh nhé. Em mua cháo cho anh nhé, được không? Anh còn muốn ăn gì nữa không? Được, miễn là do em mua, anh đều thích. Được. Vào đi, vào đi. Tần Tổng, tôi sai rồi, Tổng Giám đốc Tần, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tất cả là lỗi của tôi, ngài tha cho tôi đi. Giao cho cảnh sát xử lý đi. Vâng, đi, đi thôi, thả tôi ra, Tần Tổng, xin anh hãy tha cho tôi, chuyện này không đến nỗi phải đi tù. Tần Tổng, Lý Tiếu Tiếu trước tháng 4 đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Đây là bản báo cáo. Được, tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Hôm nay có nhiều món ngon lắm đấy, em đã mua hết cho anh. Lý Tiếu Tiếu, nửa tháng nay. Em rốt cuộc là sống với tâm trạng như thế nào? Em luôn là mặt trời chiếu sáng với mọi người không mệt mỏi sao? Thử xem. Tiếu Tiếu, thực ra anh.
Không được, nếu mình nói mình đã biết, Lý Tiếu Tiếu càng muốn dứt khoát với mình. Hơn nữa, cô ấy đã chọn giấu giếm, mình phải tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Thực ra anh biết tâm trạng em không tốt. Nhưng anh không yên tâm để em ra ngoài một mình. Em không sợ nguy hiểm. Nhưng anh sợ em gặp nguy hiểm. Em quay về đi, nếu em không muốn gặp anh. Anh có thể không xuất hiện trước mặt anh. Alo. Cái gì, mẹ con rốt cuộc làm sao? Được, con sẽ về ngay, Tiếu Tiếu, không sao, anh đi cùng em, được, cảm ơn Tần Tổng. Ê, Tiếu Tiếu, tối qua em đi đâu vậy? Anh gõ cửa nhà em mà không thấy ai, cút ngay cho tôi, Tiếu Tiếu, nghe anh nói này. Tôi cảnh cáo anh, Lý Tiếu Tiếu là bạn gái của tôi. Tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Bạn gái, không thể nào. Tiếu Tiếu không thể thích một người như anh, đại gia phong lưu, tôi là đại gia phong lưu. Được thôi, dù tôi là đại gia phong lưu cũng hơn cái độ đàn ông cặn bã như anh, trong sáng hơn nhiều, tránh ra. Tiếu Tiếu, nghe anh nói, người như anh ta không thể nào ở bên em được, anh nói đều vì tốt cho em thôi. Anh dám đánh tôi. Không phải anh có bệnh sao, đại ca, anh cầu xin quay lại, còn hống hách như vậy làm gì, tôi thấy là chính anh không biết mình có trọng lượng bao nhiêu, còn trước mặt bạn gái tôi, nói cô ấy không tốt. Anh nghĩ tôi chết rồi à? Đủ rồi, đừng nói quá nhiều với anh ta. Alo, bố con đã đến bệnh viện rồi. Anh. Ơ đây chẳng phải là Lý Tiếu Tiếu sao, vừa đúng lúc nói với cô ấy là kiểm tra nhầm rồi, Lý Tiếu Tiếu. Bệnh nhân phòng 203 của bác sĩ Ngô, tim đột nhiên ngừng đập, chuyện gì xảy ra vậy, đi thôi. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Tiếu Tiếu, mẹ không sao. Đều là ba con làm quá lên thôi. Chào bác trai. Chào bác gái. Đây là, bạn trai của con phải không, Tiếu Tiếu? Không phải, anh ấy là. Cháu là bạn trai của Tiếu Tiếu. Cháu tên là Tần Minh Phong, ô, tiểu Tần nhanh ngồi xuống. Ngồi đi. Này, tiểu Tần à, bác không biết Tiếu Tiếu đã có bạn trai mới. Cả nhà bạn trai cũ của Tiếu Tiếu thật là không ra gì. Cháu biết, Tiếu Tiếu vì thế mà chịu nhiều uất ức. Tiểu Tần, Tiếu Tiếu nhà chúng ta khá mong manh. Bác sợ một ngày nào đó sẽ ra đi. Không ai chăm sóc Tiếu Tiếu nhà chúng ta. Vì vậy hãy hứa với chúng tôi. Các con phải sống hòa thuận, sống kết hôn, còn nữa Tiểu Tần, cháu phải giúp bác, chăm sóc Tiếu Tiếu thật tốt được không? Bác gái, bác yên tâm đi, cháu rất thích Tiếu Tiếu, cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Mẹ nói linh tinh gì vậy? Mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà, mẹ à, nếu một ngày, mẹ biết được sự thật mẹ sẽ ra sao? Bác gái, bác đừng lo cháu đi xem cô ấy. Lạnh quá, cố tình mua nước mát để giảm sưng cho em. Cảm ơn. Lý Tiếu Tiếu, đừng lo lắng, anh sẽ tìm cho mẹ em bác sĩ giỏi nhất. Thực ra có lúc em không cần phải kiên cường như vậy, có thể dựa vào người bên cạnh. Ví dụ như, người giống như anh. Nhưng em đã gây nhiều phiền phức cho anh rồi, sao em lại nghĩ là phiền phức chứ? Anh thích em thì không thấy phiền phức. Hơn nữa anh tin rằng, những người yêu em đều không muốn em sống mệt mỏi như vậy. Vậy nếu em có bí mật, em cũng có thể kể cho ba mẹ em phải không? Đương nhiên. Không chỉ có thể kể cho họ mà còn có thể kể cho anh. Bỏ đi, em vẫn nên suy nghĩ thêm. Thực ra em một mình cũng được. Lý Tiếu Tiếu, sao em cứ phải mạnh mẽ thế? Gia tộc Tần bất ngờ xuất hiện con riêng, vị trí người kế nghiệp của Tần Minh Phong không còn chắc chắn. Tần lão gia đã qua đời hơn 10 năm rồi, đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện con riêng không lẽ là giả. Nghe nói trước khi Tần lão gia chết đã để lại một phần cổ phần, chỉ cần Tần Minh Phong kết hôn thì sẽ giao cho anh ấy. Bây giờ, vì sự xuất hiện của đứa con riêng, phần cổ phần này trở nên quan trọng. Nếu kết hôn với Tần Minh Phong, không chỉ giải quyết được vấn đề của anh ấy mà còn khiến mẹ mình yên lòng. Có vẻ như là một lựa chọn hai bên cùng có lợi, chỉ là cần phải nói rõ với Tần Minh Phong về tình trạng bệnh của mình. Không biết anh ấy có đồng ý không nhỉ? Alo, dì ơi, Tiếu Tiếu, A Phong có ở bên con không?
anh ấy đã rời đi từ chiều rồi. Ôi trời, phải làm sao đây? Từ khi biết tin về con riêng, A Phong không nhận điện thoại của bất kỳ ai, không ai tìm thấy thằng bé. Thằng bé này cứ thích suy nghĩ bế tắc, bác sợ nó nghĩ quẩn. Được rồi, dì đừng lo lắng, cháu sẽ đi tìm anh ấy ngay bây giờ. Dì đừng lo lắng, cháu sẽ tìm chỗ khác vào ngày mai. Dì ơi, cháu thấy anh ấy rồi, anh ấy đang ở cửa nhà cháu. Tần Minh Phong, anh 30 tuổi rồi không phải 3 tuổi nữa, anh còn chơi trò mất tích. Tiếu Tiếu, em nói trên đời này còn có gì là thật không? Anh luôn cảm thấy bố anh là một người bố tốt. Một người chồng tốt, không ngờ ông ấy lại còn có một đứa con riêng nữa. Đừng khóc nữa. Anh không chịu nổi nữa. Vào trong rồi nói. Những gì trong tin tức nói đều là thật sao? Ừm. Mấy ông già ở công ty từ lâu đã không ưa anh rồi. Bây giờ có cơ hội đuổi tôi ra khỏi công ty rồi. Mẹ anh khuyên anh liên hôn gia tộc. Nhưng mà anh không muốn lợi dụng một người vô tội. Anh cũng không muốn cưới một người mà anh không yêu. Vậy cưới em đi, anh có muốn không? Anh muốn, anh tất nhiên là muốn. Em tất nhiên là muốn rồi, xin lỗi Tiếu Tiếu. Ôi trời, sao mà lại thất tình thế này? Mẹ nói đi. Nếu người con yêu cô ấy bị ung thư, mọi người có phản đối không? Tại sao mẹ phải phản đối? Nhỡ đâu cô ấy chỉ còn một tháng nữa thôi. Thì sao chứ, nói thật lòng nhé. Nhỡ đâu ngày mai con ra ngoài bị xe đụng thì sao? Thì mạng của con còn không dài bằng cô ấy đâu. Sao mẹ nói khó nghe thế nhỉ? Thế, nếu như cô ấy là người rất cố chấp, phải làm sao đây? Ôi, đứa con ngốc của tôi, cô ấy cố chấp thì con nhường nhịn thôi. Sao con lại ngốc thế hả con? Em có cách, anh muốn nghe không? Em nói đi. Nhưng mà, em muốn có một chiếc xe. Không thành vấn đề, ngày mai đi lấy. Vậy thì còn đơn giản nữa à? Nhìn này, bây giờ em đã làm một tin giả về đứa con ngoài giá thú. Lúc đó cứ thế mà đẩy vào điện thoại của cô ấy. Rồi anh lại đi kể lể, vậy là xong phải không? Này, ý hay đấy. Mẹ thấy ý tưởng này không tồi. Được đấy. Vậy chúng ta ngày mai đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ về nhà lấy sổ hộ khẩu ngay bây giờ. Ê, chúng ta là kết hôn giả, không cần đăng ký đâu. Anh kích động cái gì chứ? Đột nhiên có tin đồn về con riêng, em thấy kỳ lạ, anh không lừa em chứ? Chuyện con riêng nghiêm trọng thế này, làm sao anh có thể lừa dối được chứ? Hơn nữa, trong mắt em, ông chủ của em là anh, chẳng lẽ là một người không đáng tin thế sao? Ừ. Nếu em cảm thấy anh lừa dối em, thì coi như những gì anh vừa nói chỉ là đùa thôi. Lời tôi đã nói có thể lấy lại được không? Miệng tôi sao lại nhanh như vậy? Em biết anh đang buồn. Xin lỗi, em không nên nói vậy. Anh không giận. Em vừa nói chuyện muốn cưới anh. Vẫn còn hiệu lực phải không? Tất nhiên. Nhưng mà chúng ta cưới thì làm đơn giản thôi. Chỉ cần mời mọi người ăn bữa cơm là được. Phòng tân hôn thì sao? Mấy giờ rồi còn nghĩ đến chuyện đó, có thể không nghĩ bậy bạ không? Người hay nghĩ vậy không phải anh. Xin chào, mọi người. Ai bảo anh viết tài liệu, chơi game đi. Có người tranh giành tài sản mà vẫn vui như vậy. Tổng giám đốc Tần điên rồi, tôi thấy như bị trúng tà rồi. Tần Tổng, dạo này tinh thần của anh ổn chứ? Cũng ổn. À, đúng rồi, tôi muốn thông báo một việc. Bắt đầu từ ngày mai công ty sẽ nghỉ một ngày. Ôi, Tần Tổng, công ty chúng ta, cuối cùng cũng không chịu nổi phải đóng cửa sao? Anh nói bậy bạ gì thế? Không phải tôi, là tôi, sắp cưới vợ rồi. Ôi, chuyện tốt lành. Phải. Mọi người trong công ty đều được nghỉ trừ anh.
Tần Tổng, tôi đùa đấy, đừng thế chứ Tần Tổng ơi. Lý Tiểu Tiếu, cô có quyền gì mà hạnh phúc hơn tôi? Không sao chứ. Nhà tôi không chào đón cô, cút đi ngay đi. Lý Tiểu Tiếu, cô nói chúng ta là bạn thân lâu như vậy, việc cô kết hôn lớn như vậy, làm sao có thể không nói với tôi được. Tôi giờ này đang làm người hầu ở nhà họ Giang, vị bà phù thủy kia sai bảo lung tung. Thế mà Lý Tiểu Tiếu cô, còn muốn lấy Tần Minh Phong, cô mơ đi. Nhưng kết quả này không phải là cô cố gắng nài nỉ xin được sao? Ban đầu cô cầu xin tôi chia tay, nói rằng cô với Giang Trạch là tình yêu thật sự. Lý Tiếu Tiếu đừng tự mãn nhé. Mau cút đi, nhìn thêm một cái thật là ghê tởm. Ôi, đừng vội mà. Hôm nay tôi đến đây là để tặng cô một món quà lớn đấy. Trần Tiểu Tranh, cô làm gì thế? Tôi nói rồi, tặng cô một món quà lớn mà, để cô có thể nếm thử mùi vị của đàn ông trước khi kết hôn. Tôi đối với cô thật tốt đúng không? Yên tâm, tôi sẽ ghi lại mọi thứ này thật kỹ, để cô có thể trân trọng suốt đời. Tôi nói này, tôi có thể nhiễm HIV đấy. Cô gái này không đúng rồi. Cô ta bệnh sao không nói sớm, đừng nghe cô ta nói bậy. Anh phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Dính vào chuyện này là cả đời đấy, anh cẩn thận nhé. Tôi không làm được việc này đâu, cô tìm người khác đi. Quay lại đây, tôi sẽ trả thêm tiền cho anh, 100.000, 200.000, 500.000. Anh, 1 triệu anh làm không? Cô nói thật chứ, nhanh lên, mau đi. Em gái, anh xin lỗi nhé. Dù em có bệnh, hôm nay vì 1 triệu này anh cũng liều mạng. Anh đúng là đồ vô dụng. Cô. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa. Trần Tiểu Tranh, cô giỏi lắm, cô còn dám bắt cóc tôi. Tôi đánh chết cô, đánh chết cô. Cô dừng tay lại đi, cằm của tôi, mũi của tôi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiếu Tiếu. Tần Minh Phong. Có vẻ như phu nhân không cần tôi giúp đỡ, sức chiến đấu của cô ấy, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Lý Tiểu Tiếu, em muốn anh làm gì? Trần Tiểu Tranh, vì Giang Trạch mà cô làm thế với tôi thật sự đáng không? Người Giang Trạch yêu là tôi. Từ khi cô không cần đến tình nghĩa và ở bên cạnh anh ta, cô đã không còn là bạn của tôi nữa. Hóa ra cô nghĩ vậy. Hôm nay tôi sẽ cho cô xem cô đã yêu một người đàn ông như thế nào. Giang Trạch, Lý Tiểu Tiếu và Tần Minh Phong muốn giết em, anh mau đến cứu em. Nếu Giang Trạch dám đến, tôi sẽ khiến anh không thể tìm được bất kỳ công việc nào ở thành phố này. Trần Tiểu Tranh, cô lại gây chuyện gì vậy? Sau này đừng gọi cho tôi nữa. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu. Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào? Anh là người nhà bệnh nhân à? Tôi tạm thời chưa phải. Bệnh nhân cần làm kiểm tra toàn thân, cần chữ ký của người nhà. Được, tôi sẽ liên hệ ngay. Có vẻ như vẫn phải đăng ký kết hôn, nếu không, cô ấy gặp chuyện, mình còn không có quyền ký tên. Tiếu Tiếu là anh, Tần Minh Phong. Tiếu Tiếu, nhìn xem ai đến này. Đừng sợ, mọi chuyện đã ổn. Yên tâm đi, những kẻ đã bắt nạt em, anh sẽ chắc chắn bắt họ phải trả giá. Được rồi, đừng khóc nữa, cười lên nào. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, nếu không thì như hôm qua ấy. Anh thậm chí không có tư cách để ký tên. Nhớ có chuyện gì thì sao? Nhớ thật sự có chuyện gì xảy ra, anh sẽ hối hận cả đời. Nhưng, em sắp chết rồi. Anh và em làm giấy tờ chỉ là lãng phí thời gian của anh. Tiếu Tiếu, anh biết em lo lắng điều gì.
nhưng anh đã quyết định yêu em cả đời này, kể cả sau này em không còn nữa. Anh cũng không hối tiếc. Chỉ là anh thực sự không thể đợi được. Em cho anh một cơ hội. Em tin anh một lần. Anh ấy nói câu đó có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy biết điều gì? Tiểu Tiếu, con tỉnh rồi à? Tiểu Tần cầu hôn rồi. Tiểu Tiếu con bé này, đang làm gì mà ngẩn ngơ thế? Anh hối hận rồi. Em có xấu lắm không, Tần Minh Phong? Đến mức anh hối hận về việc kết hôn. Em mặc váy cưới trông thật đẹp. Anh hối hận vì không cầu hôn em sớm hơn. Đây thật sự là em sao? Cuối cùng mình đã hiểu. Tại sao người ta nói mỗi cô gái trong cuộc đời đều nên mặc váy cưới một lần. Bởi vì đó có thể là lúc người bình thường như mình. Một lần duy nhất trở thành trung tâm của cuộc sống. Có cơ hội làm nhân vật chính. Tần Minh Phong, cảm ơn anh. Đã làm cuộc đời của em không còn nuối tiếc. Em nghĩ như vậy là không còn nuối tiếc sao? Nhưng anh vẫn còn rất nhiều điều muốn cùng em làm. Thực ra em cũng có rất nhiều việc chưa làm xong. Nhưng cuộc sống luôn cần phải có chút tiếc nuối mà. Lý Tiểu Tiếu. Nhưng anh không muốn em phải tiếc nuối. Hai vị nhìn vào máy ảnh, nhìn về phía này. Được, hai người rất có tướng phu thê. Được rồi. Vui lên nào. Khó làm quá đi. Em thật ngốc, học theo chị dâu đi. Cái này của em cũng không tệ. Ý anh là em gấp xấu phải không? Không có đâu, làm sao có thể chứ? Em xem, cái em gói sao mà đẹp thế? Đều có thể tham gia kỷ lục Guinness thế giới. Anh ơi, anh có thể đừng nói quá như vậy không? Được rồi, đừng làm loạn. Tiểu Phong, con và Tiếu Tiếu bắt đầu quen nhau như thế nào vậy? Kể mẹ nghe xem nào, mẹ muốn nghe lắm. Đúng đó anh trai, làm sao anh lại thích chị dâu thế? Chị dâu cũng muốn biết phải không? Muốn, khi con mới quen cô ấy. Cô ấy vẫn còn bạn trai. Văn học phản đạo đức gì đó, có nghe không? Nghe anh nói đi, một đêm nọ con đi dự tiệc. Uống khá là nhiều rượu vừa ra khỏi cửa quán bar. Có hai cô gái tới quấy rối con, anh nói về lần đó à? Đúng vậy. Lần đó thực ra là... Này anh trai, anh không sao chứ? Anh trai... Anh có phải đã uống say không? Anh cần chúng tôi giúp gọi bạn bè của anh không? Gọi điện thoại cho bạn của anh ấy. Tôi không sao mà. Không sao. Đừng chạm vào tôi. Ôi trời. Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ tốt hơn là gọi điện báo cảnh sát đi. Đúng vậy. Ở đây không an toàn. Được. Nói cho cô một bí mật. Hôm nay tôi tập gym 3 tiếng đồng hồ. Tôi vừa mới uống một bữa rượu. Tôi béo lên rồi. Tôi không còn cơ bắp nữa. Ôi đừng cởi. Đừng cởi mà. Tôi không còn cơ bắp nữa, đó lại là sếp của mình. Thật là xấu hổ quá đi mất. Các chị, xin lỗi nhé, ông chủ của tôi uống nhiều quá rồi. Bình thường ông ấy không như vậy đâu, các chị đừng báo cảnh sát nhé. Nếu các chị báo cảnh sát thì tôi mất việc mất. Được, vậy chúng tôi đi đây. Tôi đập chết anh. Dừng lại, không được cười. Tiếu Tiếu, em chỉ có thể là của anh.
Tần Minh Phong. Alo, bảo vệ đến dưới lầu công ty, Tần Minh Phong, tôi đến để giúp anh. Anh đừng để Lý Tiếu Tiếu người phụ nữ đó lừa, anh nghĩ tôi giống kẻ ngốc à? Cút Tần Tổng, Lý Tiếu Tiếu hoàn toàn không thật lòng muốn kết hôn với anh, cô ta làm tất cả những điều này đều vì tiền của anh không biết sao? Anh bị bệnh à? Một kẻ phản bội ghê tởm như anh, có tư cách gì mà nói cô ấy, có phải là quá tử tế với anh, để cho anh cứ đến đây làm phiền tôi? Tổng Giám Đốc Tần, anh phải tin tôi, Lý Tiếu Tiếu có một bí mật to lớn đang giấu anh. Bí mật gì? Cô ấy mắc ung thư dạ dày, sắp chết rồi. Tôi biết. Gì cơ, anh biết. Anh tỉnh lại đi, anh đừng giả vờ nữa. Người phụ nữ đó đã giấu anh bao lâu nay? Không biết nói thì giữ miệng sạch sẽ chút. Người đâu? Tổng Giám Đốc Tần. Anh chắc chắn muốn lấy cô gái nói dối suốt ngày đó không? Anh không biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến cô ấy đồng ý kết hôn với tôi không? Tổng Giám Đốc Tần. Tiếu Tiếu, sao em lại ở đây? Anh biết lúc nào? Để anh giải thích với em. Em hỏi anh biết lúc nào em mắc ung thư, nói đi chứ. Tiếu Tiếu, em nghe anh nói này. Được rồi, Tiếu Tiếu, hôm đó ở nhà anh thấy chai thuốc đó. Nên mới bảo trợ lý điều tra, anh thực sự là vì lo lắng cho em. Tần Minh Phong, tôi không cần sự thương hại của anh. Này, Tiếu Tiếu. Sao cửa lại mở thế này? Tiếu Tiếu, anh đến rồi. Giang Trạch. Bắt cóc người là phạm pháp đấy, anh biết không? Tiếu Tiếu. Tôi bắt cóc cô đấy. Vậy có tính là phạm pháp không? Cô nói xem chúng ta từng có những tình cảm tốt đẹp. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Thật là buồn cười. Anh hỏi tôi tại sao? Tại sao anh không nghĩ đến những việc tồi tệ mà mình đã làm? Tiếu Tiếu, là Trần Tiểu Tranh dụ dỗ anh, em biết mà. Anh chỉ là không cưỡng lại được sự cám dỗ. Tự mình không kiềm chế được còn muốn đổ lỗi cho người khác. Nhưng lúc đó anh thật sự muốn cưới em. Là do chính em không muốn cưới anh, là do em dùng tiền bạc để đánh giá tình cảm của chúng ta. Giang Trạch, cuối cùng thì anh bị điên à? Tôi ở bên cạnh anh bấy nhiêu năm, tôi có tham tiền bao giờ không? Có phải vấn đề là tiền sính lễ không? Tiếu Tiếu, đúng vậy. Dù cho là lỗi của anh, hãy tha thứ cho anh, được không? Hiện giờ ngoài em ra, anh thật sự không còn gì cả, em biết không? Tần Minh Phong, anh ta cơ bản không phải là người, anh ta âm thầm chơi xấu anh, chơi xấu đến mức anh mất việc. Anh không có việc làm lại đổ lỗi cho người khác, không phải anh tự bán không được hàng sao? Đúng, dù sao đi nữa chỉ cần em ở bên anh. Vì em anh có thể bỏ qua mọi thứ. Giang Trạch. Tôi sắp chết rồi. Anh lại ở đây với một bệnh nhân ung thư đang sống chết không rõ, thật không đáng. Cho dù tôi có ở bên anh, chi phí y tế cao ngất anh có trả nổi không? Vậy nếu anh nói với em. Em không mắc bệnh thì sao? Anh nói gì? Tiếu Tiếu, em chưa biết đúng không? Em bị chẩn đoán nhầm. Anh nói rõ hơn được không? Hôm đó anh đến bệnh viện tình cờ gặp bác sĩ khám cho em. Anh ấy luôn nói rằng em phải đi tái khám, nhưng em cứ không đi. Sau đó anh ấy nói với anh là em bị chẩn đoán nhầm. Lý Tiếu Tiếu ơi, em là người quá mê công việc. Giá như em đi tái khám một lần, tin tức này cũng không cần nghe từ miệng anh. Vậy nên lúc đó anh biết tôi rất khỏe mạnh. Nên anh cố ý tới quấy rối tôi, không sai. Anh chỉ muốn ở cùng em suốt cuộc đời. Tiếu Tiếu, em có thể tha thứ cho anh không? Em xem anh mang đến tin tức tốt lành thế này. Anh chính là vận may của em đấy.
Tiếu Tiếu tối hôm nay. Em hãy sinh cho anh một đứa con trai, sau này chúng ta sẽ sống tốt với nhau. Tổng giám đốc Tần, vẫn nên đợi cảnh sát đến, chúng ta chỉ đang suy đoán, anh nói xem nhớ đâu không phải thì phải ăn cơm tù đấy, Tần Tổng, Giang Trạch, anh thật không biết xấu hổ. Tần Tổng, Giang Trạch, anh đã chọc giận tôi, anh đã đụng phải người không nên đụng, Tiếu Tiếu, anh đến cứu em đây. Để anh tỏ ra cool ngầu, anh lại không biết thân biết phận, còn bắt chước người ta bắt cóc. Ôi Tiếu Tiếu, đừng tức giận, nhẹ tay thôi, đừng làm ra chuyện lớn, đừng quản em, ê, nhẹ tay thôi, đừng đánh chết hắn, không có lợi cho chúng ta. Tiếu Tiếu, hay để anh giúp em cởi trói, rồi em đánh tiếp, bình tĩnh nào. Sao giờ anh mới đến? Em bị bắt cóc mà anh mới đến. Xin lỗi, đừng khóc nữa, thấy xót xa quá, anh sẽ giúp em đá hắn. Em có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước? Tin tốt. Tin tốt là em không bị ung thư, là chẩn đoán sai. Thật hay giả vậy? Là thật. Hắn ta đã biết từ lâu, hắn ta không nói cho em biết. Em còn một tin xấu nữa muốn nói với anh. Tin xấu là gì? Tin xấu chính là anh phải chăm sóc em cả đời. Ngốc ạ, đó là tin xấu ư? Rõ ràng đó là tin tốt mà. Anh đã sớm muốn chăm sóc em cả đời rồi. Anh đồng ý, anh đã đồng ý từ lâu rồi. Đúng rồi, đến lượt anh rồi. Anh cũng có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào trước? Vậy em nghe tin xấu trước đi. Tin xấu là thực ra là anh đã lừa dối em, chẳng có đứa con riêng nào tranh giành tài sản cả. Cái gì? Tin tốt là tập đoàn Tần lại là của anh rồi. Hơn nữa tiền của anh chính là tiền của em, Tần Minh Phong. Tổng giám đốc Tần. Thật là... Ông chủ lại gặp xui xẻo rồi. Cố lên bà chủ. Đây chính là kế hoạch mà các người đã viết trong một tuần à. Từ gì nhỉ? Giải một nắm gạo. Tôi giải một nắm gạo lên bàn phím để gà mổ. Viết còn hơn các người nữa. Sao không nói gì? Các người câm hết rồi à? Nếu không nghĩ ra giải pháp làm tôi hài lòng, thì các người đều cút hết cho tôi. Ô, Tổng Giám đốc Tần thật oai phong. Sao em lại đến đây? Anh tự xem bây giờ là mấy giờ rồi. Có cuộc họp sao không mở sớm hơn, phải đợi đến giờ tan làm mới họp đúng không? Vừa mới xong việc, vừa đúng giờ. Anh bận còn người khác không bận à? Ngày mai anh họp công ty sẽ phá sản đúng không? Được rồi, các người về nhà đi, lát nữa không kịp bữa ăn đâu. Bà chủ Oai Phong, cảm ơn bà chủ đã chỉnh đốn chỗ làm. Nào, ký nó đi. Thật không biết em đứng về phía nào. Ừ xin lỗi nhé. Người làm công không làm khó người làm công, lại đây. Thưởng cho anh.